con dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống, Cha tự ái của chúng con. Vì điều Ngài đã ban cho chúng con trong ngày mà Ngài đã biệt riêng chúng con ra và ngày mà Ngài đã gọi là ngày thánh của Ngài. Thì trong ngày này, Chúa ngự giữa dân sự của Chúa và Ngài dùng lời của Ngài để dạy dỗ chúng con và Thần Linh của Ngài sẽ dẫn dắt chúng con vào trong các lẽ thật của lời Ngài. Vì lẽ thật của lời Chúa chính là luật pháp của Thánh Linh sự sống, là luật pháp của nước Đức Chúa Trời ban cho tâm linh của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, đấng đã san sẻ hơi sống của chính Ngài để tạo nên chúng con trên trái đất này, là đấng đã đến trong danh của Chúa Jesus Christ để dạy dỗ, dân dắt, tỉa sửa, uốn nắn, sửa soạn chúng con để chúng con sẽ được trở về thiên đàng với Ngài. Tạ ơn Chúa Thánh Linh vì Ngài yêu thương chúng con, đã nhịn nhục, nhẫn nại, chờ đợi chúng con để khi chúng con nhóm lại tìm kiếm Ngài thì trong giờ của Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con, Chúa sẽ mở trí cho chúng con để chúng con có thể hiểu được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Và lại Chúa, thì giờ này chúng con ở trước mặt Chúa, xin Chúa dạy bảo, xin Chúa mở lỗ tai của chúng con để niêm phong lời giáo huấn của Ngài vào trong lòng chúng con và trong trí khôn. Xin giúp cho chúng con hiểu được ý nghĩa của lời Chúa và giúp cho chúng con sức lực và sự hiểu biết được trách nhiệm của chúng con ở trước mạng lệnh của Ngài. Vì mạng lệnh của Chúa là ý tưởng bình an mà Chúa ban cho chúng con để chúng con có sự trông cậy trong sự cuối cùng của chúng con. Lời của Chúa là mạng lệnh và cũng là sự sống cho chúng con nữa. Nên xin giúp đỡ chúng con để chúng con được vượt khỏi những sự yếu đuối của xác thịt mình mà có thể nhận lãnh được ý muốn tốt lành của Chúa và có sức lực làm theo mạng lệnh Chúa. Mình xin ý của Chúa được nên, nước của Cha được đến trên mỗi người chúng con, cũng như trên hội thánh của Chúa ở trên đất này cũng như ở trên trời. Chúng con dâng thì giờ còn lại trong tay Ngài, ca trị dẫn dắt và ban ơn cho. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lẽ thật trong sách Giăng bài 126. Đức Chúa Trời luôn hiện diện trong lời của Ngài. Cái thánh nền tảng sách Giăng đoạn 10 câu 37, câu 38 để Chúa chép: ví bằng ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta, còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Đây là lời của Chúa Jesus phán với những người Giu-đa đã kẻ đến bắt bớ Ngài. Trong cuộc sống của loài người, người ta luôn muốn biết các thông tin về muôn vật mà người ta nhìn thấy hoặc tiếp xúc đến, hoặc phải tiếp xúc hay là sẽ tiếp xúc hay là sử dụng chúng. Các thông tin đó bao giờ cũng rất cần thiết đối với họ, nhưng nó không bao giờ biểu hiện ra ở bên ngoài. Cho nên khi người ta sử dụng chúng, tiếp xúc chúng và biết người ta biết kinh nghiệm những gì chúng có. Ví dụ khi chúng ta nhìn vào trái mít hoặc chúng ta nhìn vào trái sầu riêng, cho ta thể thấy các cái gai của nó mà thôi. Chúng ta không thể nhận biết được cái gì ở bên trong đó mà chúng ta sẽ tò mò. Tôi nhớ khi tôi mới có 14 tuổi, tôi từ Hà Nội về Quảng Ninh, tôi sống với là bà cô của tôi tại đó. Tôi có tập tành đi ra ngoài biển, đi lên núi, lên rừng theo chú và hai đứa em. Và khi tôi đến bờ biển, tôi thấy một cái cây, một bụi cây đó có trái đẹp giống như cái trái táo của Trung Quốc màu đỏ vậy đó. Tôi thích quá, tôi hái lên và tôi muốn tôi cắn. Cắn một cái vào nó cứng ơi là cứng và nhựa nó bám vào răng của tôi. Không thể ăn được. Thế ông chú mới cười bảo là cái trái đó mà ăn là mày chết đấy. Ông nói đùa vậy thôi. Nó bảo cái trái này gọi là trái rom. Nó mọc ở các cái bờ gành. Cho các cái trái nó rụng xuống đó, biển nó trôi rồi nó lạc vào bờ thì chim nó ăn rồi nó mọc đến các cái vùng khác nữa. Cái trái đó nếu mà chín thật chín ấy, đập nát bỏ vỏ đi ăn bên trong thì cũng ăn được. Nó không ngon nhưng mà không độc. Có nhiều người là thấy đỏ thì tưởng chín. Tôi từng thấy cái trái đó, trái rom đỏ rất đẹp đó, nhưng mà ăn không được bởi nó chưa chín. Nên chúng ta không thể nhận biết được cái gì có ở bên trong các vật mà chúng ta chưa hề biết, mà chúng ta chỉ nhìn thấy nó thôi, hoặc chúng ta cầm lấy nó thôi. Chúng ta không thể biết được những gì có ở bên trong. Và chúng ta luôn muốn biết rằng trong đó có cái gì và nó có tác dụng gì đối với cuộc đời của chúng ta hay không, trong sự sống của chúng ta hay không. Tại sao người ta lại cần phải biết các thông tin của các vật đó? Hay nói một cách khác nữa là biết các vật đó có chứa những gì ở bên trong chúng. Chúng ta nhớ lại sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với lại Adam khi người phạm tội ăn trái cây biết điều thiện điều ác, là trái mà Đức Chúa Trời đã cấm là người ăn ở tại vườn Eden. Sáng thế ký đoạn 3 câu 17 đến 19 chép: Ngài đã phán cùng Adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.
đất xanh trông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Đức Trời đã tạo nên muôn vật ở trên trái đất này, và muôn vật do tay Đức Trời dựng nên đó là những sự tốt lành để dành cho loài người, và loài người không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì mà Chúa đã tạo dựng nên ở trên trái đất này, vì nó là dành cho loài người. Nên Đức Chúa Trời đã phán với lại Adam rằng ngươi được tự do ăn mọi thứ cây ở trong vườn. Thế là Đức Chúa Trời tạo dựng các thứ cây đó là để dành cho loài người. Nhưng mà Đức Chúa Trời khuyến cáo riêng có một cây là cây biết điều thiện điều ác đó, tức là nó có khả năng khiến người ta biết điều thiện điều ác đó, thì chớ hề ăn đến. Đừng có ăn đến, bởi vì một mình anh ăn chắc sẽ chết. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tốt lành. Ngài tạo dựng nên muôn vật để cho loài người. Ngài cũng chăm sóc tất cả mọi thứ động vật ở trên trái đất này. Ngài ban cho chúng tất cả mọi thứ đồ ăn và cho phép là người dùng tất cả cái cây cối đó để mà phục vụ cho cuộc sống của con người. Nhưng mà vì cớ tội lỗi của Adam mà đất đã bị rủa xả. Bây giờ đất bị xanh trông gai và cây tật lê. Như vậy người ta không thể nói ô tại sao Đức Trời tạo dựng nên cái loại cây này như vậy. Chứ là không, vì đất bị rủa xả nên là xanh trông gai và cây tật lê. Chứ không phải Đức Trời tạo dựng nên trông gai và cây tật lê. Chúng ta có thể nhìn thấy cuộc đời của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta thấy rằng người đời có câu là nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là loài người mới sinh ra nó là thiện. Đây là cách nhìn lại bên ngoài thôi. Nhưng mà bởi tội lỗi của Adam đã truyền vào trong dòng máu của loài người, lên từ trong bụng mẹ nó đã gọi là bội nghịch rồi, nó bị bán cho tội lỗi rồi. Thế thì trong cuộc đời của chúng ta, nhìn vào trong quá khứ, chúng ta phạm đủ mọi thứ tội gớm biết lắm. Đến bây giờ khi chúng ta theo Chúa, nhờ lời Chúa chỉ cho chúng ta được nên thánh mỗi ngày, chứ mà Chúa, chúng ta nhìn lại cái cuộc đời cũ chúng ta, chúng ta đã làm gớm biết cho những gì mình đã từng có. Nó gai gắt lắm. Mở miệng ra thì đầy sự nói hành, đố kỵ, hằn thù, ganh ghét, phao vu, đủ thứ. Mở miệng ra thì nó hành đó, hành người kia, không muốn ai hơn mình cả. Thế ai mà khen người khác hơn mình là bắt đầu nổi giận lên, khó chịu rồi. Đó là những trông gai và cây tật lê, là những cây mà không phải Đức Chúa Trời trồng trong lòng chúng ta, mà là ma quỷ trồng. Như vậy, vì cớ tội lỗi của Adam nên đất đã bị rủa xả. Bây giờ đất mới xanh trông gai và cây tật lê. Và bây giờ có những loại cây mà Đức Chúa Trời không trồng, nhưng bởi tội lỗi khiến nó bị biến dạng lên. Cũng giống như một người, là khi mà người ta được nuôi dưỡng trong luật pháp Đức Chúa Trời rồi, mà nếu nó không kìm mình, nó buông thả, nó sống trong thế gian, nó sẽ bị biến dạng, nó bị linh thế gian nó xâm nhập đó, và nó cùng nó trở thành người của thế gian rồi, thì bắt đầu từ với miệng của người đó ra, bắt đầu thấy những điều mà không có chép trong lời của Đức Chúa Trời. Lời Chúa Trời không bị cho người ta cái bổn tánh đó, mà bây giờ thấy ở trong nó thì biết nó bị rủa xả bởi tội lỗi của nó, và bây giờ trong lòng của nó sinh ra trông gai và cây tật lê, và trong lòng đầy dẫy thì miệng nói ra, bắt đầu người ta mở miệng nói ra những cái điều mà không thuộc về bổn tánh Đức Chúa Trời, ra những cây mà Đức Chúa Trời không trồng. Đức Chúa Trời đã phán rõ rằng loài người phải chịu khó nhọc mới có vật do đất xanh ra mà ăn. Và chữ khó nhọc đó ở trong tiếng Hebrew tố 6093 đó có nghĩa là đau đớn cả thể chất và tâm hồn, phải gắng sức, phải dốc sức để làm, sự gian khổ, sự thử thách cay go, sự đau khổ, sự buồn phiền bởi bị mất mát. Bị mất mát cái gì? Bị mất sự sáng. Và khi bị mất sự sáng rồi, người ta bắt đầu phải tìm tòi, moi móc đủ mọi thứ gì mà người ta có thể nhờ đó để nhận biết mọi sự xung quanh. Nhưng mà chúng ta thấy một điều là khi xưa là người ở trong vườn Ê-đen chẳng phải lo gì cả, Chúa dựng nên tất cả mọi sự rồi. Cây nào có trái là cứ thế hái mà ăn thôi. Cảm ơn Chúa. Và nghe là chúng ta tin Chúa, bất cứ điều gì mà cái thánh đã có chép, tôi cảm tạ Chúa, tôi không sợ nó độc. Tôi biết lời của Chúa là tốt lành và tôi sở hữu lời của Chúa. Tôi tin tất cả mọi lời đó bởi vì Chúa là tốt lành. Khi là người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, bây giờ phải làm việc khó nhọc mới có vật đất xanh ra mà ăn. Và người ta phải tìm kiếm mọi thông tin, tự mình suy xét đấy. Người ta phải thử. Có một bộ phim phóng sự của Mỹ nói về binh lính Mỹ. Người ta đào tạo cái đội biệt động này. Người ta đem cái đội biệt động đó bỏ vào cái rừng Amazon. Một đơn vị 10 người nó thả xuống đó rồi, máy bay bay đi luôn. Và không cho họ biết rằng bao nhiêu ngày sẽ được đón về trở về. Họ phải sống còn tại nơi đó. Họ không được mang theo lương thực ngoài khí giới của mình mà thôi. Và người ta phải tìm đủ mọi cách để tìm sống. Đói quá rồi, người ta phải tìm xem trong nước đó có uống được không, có độc không. Người ta phải dùng tất cả mọi sự để tìm kiếm mọi thông tin để sử dụng điều cho mình. Chính bản thân tôi một lần kia, chúng tôi vượt biên giới Thado của Lào
ở Việt Nam tôi sang bên Xuyên Quảng, giáo liên không cho chúng tôi biết chặng đường khó khăn ra sao cả, và anh nuôi cho tôi ăn một bữa ăn hơi mặn, lấy chúng tôi hành quân được khoảng 3 tiếng rồi bắt đầu không còn một tí nước đâu cả, hơn một tiểu đoàn hành quân nó không còn ai có nước cả, mà chúng tôi ở trên núi cao. Mọi người cố gắng tìm nước và nhìn xuống khe thôi, mà bây giờ chúng ta xuống khe rồi mà lên thì cũng uống hết cái nước mà mình mang lên thôi, bởi vì quá mệt, quá xa, quá sâu đi. Bây giờ tôi dùng trí khôn của tôi đã học được ở vùng Đông Bắc, ở vùng Quảng Ninh trong rừng đó, nhưng mà các cây nó không có cây nào có nước cho tôi cả. Thì lúc đó tôi bước xuống cái ven đường đó để mà tôi đi tìm xem có dây nào đó có nước hay không. Thì tôi vừa bước vào cái bụi cây đó thì tôi nghe dưới cái tiếng bập bong giống như cái thùng thiếc mà nó bị hở đấy. Linh cảm cho tôi biết là đây là cái thùng. Nhưng cái tiếng này là cái tiếng của cái thùng, có thể lắm công binh làm đường đó có thể vứt cái thùng lương khô ra có nước xem. Tôi bới ra, rõ ràng ở dưới cái đám cành cây đó là có một cái thùng lương khô, thùng 10 lít. Và nước đã tràn đầy nó rồi, bởi mưa. Tôi xách lên, tôi nhìn trước thì sao không có ai tranh gốc của tôi cả. Tôi nhìn vào, tôi thấy có con cung quăng ở trong đó. Tôi biết uống được. Vì cung quăng mà sống được thì mình uống được. Nhiệm vụ của tôi khát quá rồi, uống tạm đã. Lấy cái dây mà người ta gọi ngày xưa là dây cấy trăng dây đó. Người ta để ngày xưa răng ra để cấy thẳng hàng đó. Thế thì mỗi người được phát khoảng 1,5 mét để đeo theo mình, vừa hành quân vừa uống. Vì nếu muốn đưa tu cả cái bông lên thì mình chóng hết nước quá, thì uống từng hút một. Sau khi mình hút như vậy, bảo vệ quăng vào miệng một lần, nhổ nó ra, hút tiếp nữa. Rồi bây giờ mới lấy đầy một bi đông, mình bỏ cái viên pantoxit đó để lọc nước đó, bỏ vào đó. Rồi tôi mới lại, anh em ơi có nước này. Mọi người mới chạy đến để mà lấy nước. Như vậy là mình sử dụng cái khả năng nhận biết được là có con cung quăng cho đó thì sống được. Nhưng mà cũng có trường hợp chúng ta nhìn thấy con vật đó mà ăn theo là chúng ta chết. Con chim có thể ăn được vật mà loài người không ăn được. Có loại nấm mà chúng ta mở lên ở dưới táng của nó có những con bọ, nhưng mà chúng ta ăn vào chúng ta sẽ chết. Có con bọ thể chịu được chất độc của cái nấm đó, nhưng mà loài người không chịu được. Có cái trái cây mà con khỉ ăn được mà loài người không ăn được. Như vậy thì chúng ta luôn tìm kiếm thông tin để nhận biết được những gì mà chúng ta có cần đến nhìn thấy nó, để liệu xem nó có hại cho chính mình hay không. Khi tôi đến Quảng Ninh, rồi tôi ở với lại bà cô, rồi tôi lên rừng, tôi học chặt cây để mang củi về nhà. Tôi thấy có cái cây đó chẳng ai chặt cả, tôi thích quá, tôi chặt. Tôi chặt về mấy loại cây về đó. Ông chú tôi bảo, thằng này mày khùng không? Mày biết cái cây nó cây gì không? Một là cây ngứa nghèo, hai là cây sơn. Hai cây này người ta bỏ, không bao giờ người ta chặt về nhà cả, bị vác vào nó ngứa. Mà cảm ơn Chúa là tôi sống từ nhỏ với lại muỗi run rồi, quen rồi nên vác không ngứa. Mà người ta nhìn, có người nhìn thấy là ngứa. Vì tôi không biết, nên mát vác về nhà đây, tôi bổ ra, không ai dám đến gần cả. Tôi dùng nó không sao cả, nhưng mà người ta dùng nó cầm đến tay thôi là bị ngứa, bị lở sơn, gọi là bị độc hại. Vì mình không biết. Đây, loài người luôn nhận biết được khi mình không biết vật gì đó, có thể lắm vì thiếu hiểu biết đó mà có thể bị tai họa bởi những vật mà mình cầm về. Bị tai họa. Nên chúng ta luôn tìm cách để nhận biết các thông tin về các vật mà chúng ta nhìn thấy, tiếp xúc hoặc sẽ phải sử dụng nó, liệu xem mình có sử dụng được không, có nên mang về nhà hay không, có độc hay không. Chúng ta rất cần những thông tin đó. Và loài người luôn nhận biết được là giá trị của việc nhận biết các thông tin của các vật, nhất là những vật người ta sẽ ăn, sẽ uống, sẽ sử dụng trong cuộc sống thường ngày của mình, bởi vì liên quan đến sự sống của người ta. Các cơ quan có trách nhiệm của các quốc gia đó luôn luôn có những cái quy định hoặc có thông tư hoặc có những luật pháp để yêu cầu tất cả mọi cái sản phẩm của các công ty muốn bán ra thị trường đó phải cung cấp thông tin rõ ràng cho các sản phẩm của mình. Đặc biệt là các cái sản phẩm có tính tác dụng đến sức khỏe của con người ta. Chúng ta vừa thấy là ở trên thế giới đã phát hiện ra những cái loại sơn của Trung Quốc đó. Rồi có một số cái sản phẩm họ làm bán ra đó có chất độc gây ung thư cho loài người. Thậm chí có loại sữa của Trung Quốc đó là chứa rất nhiều hàm lượng quá cao có thể gây ung thư cho người ta. Và liên tục người ta vi phạm điều đó. Thậm chí vì lợi nhuận người ta có thể che giấu những thông tin đó lên. Và đặc biệt một số quốc gia có thể là quảng cáo quá mức cái sản phẩm của họ để đánh vào thị hiếu của người ta. Chứ chúng ta thấy là khi chúng ta đi mua sữa cho con trẻ đó, chúng ta phải dùng sự hiểu biết của mình để mà tìm xem có loại sữa nào nên cần cho con trẻ của mình. Có nhiều người nghĩ là ô cái sữa này đắt tiền, của ngoại là chắc là tốt rồi, mua về cho con mình. Còn tôi là người đã được học về ngành y thì tôi xem cái hàm lượng của các cái hộp sữa đó, tôi so sánh các thùng sữa đó với nhau để xem cái hàm lượng nào cần nhất cho con trẻ mà nó cao hơn các sản phẩm khác thì tôi mua. Bởi vì mình hiểu biết, nhưng có người không, cái này của sản xuất đâu, ở Malaysia, cái này của Nhật à, cái này của Đức à, họ mua cái hàng của ngoại mà giá cao chắc là tốt, họ mua.
họ không cần biết thông tin trong đó cả. Như vậy thì Chúa muốn chúng ta tận dụng khả năng hiểu biết của mình để tìm kiếm tất cả mọi thông tin có lợi cho sức khỏe của mình. Vì thực tế chúng ta là sản nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhận biết những cái gì mà ta sẽ sử dụng nó có tốt cho chúng ta hay không, hay là bị độc hại cho chúng ta. Thế nhưng mà không phải tất cả mọi người đều quan tâm đến sự an toàn của thực phẩm hay các sản phẩm tiêu dùng đang có bán trên thị trường đó. Mà phần nhiều người, người ta chỉ thấy là gì? Ồ, nó đẹp, nó lại rẻ nữa, là người ta mua. Không cần biết gì thông tin ở thị trường như thế nào cả. Nhất là có nhiều vùng là bị dịch, như là dịch gà, dịch cúm gia cầm hay là lở mồm long móng đó. Có rất nhiều người độc ác biết rằng có cái dịch như vậy đó, người ta vẫn mua sản phẩm là vậy để tái chế biến lại, quay rồi thui hay chế biến đi để bán ra thị trường. Họ không biết rằng Đức Trời nhìn biết rằng những kẻ đó đã biết rõ đã độc mà vẫn chế tạo, thì sự xả lại giáng trên họ vô cùng kinh khủng. Có những người tiêu dùng vì không biết, không quan tâm đến gì thông tin của thị trường đang nói đó, mà mình cứ la vào thấy rẻ là mua. Chúng ta biết là rất là ở người miền Bắc ấy, người ta bảo sống chết có số, ăn tiết canh mà không cần biết là dịch cúm gia cầm là gục chốn khi nào người ta bị ngộ độc rồi và bệnh viện cấp cứu rồi, và cái số tiền trả viện phí để cứu mạng số mình đó nó nhân gấp trăm gấp nghìn lần cái số tiền bỏ ra để mà mua cái thực phẩm đó cho mình. Cho nên người ta chỉ có nhận biết được tác hại của sự thiếu biết đó, hay sự ăn liều, uống liều hay làm liều đối với sản phẩm, người ta không biết thông tin đó sau khi họ đã bị tai họa. Đức Trời không muốn chúng ta phó thác tất cả sự sống của mình vào những điều mà mình không biết. Khi thế giới lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính, thiếu hụt hàng hóa, người ta bắt đầu tung tiền ra để mua hàng hóa tích trữ cho mình, không cần biết cái sản phẩm đó tốt hay không tốt, giá trị như nào cả. Thậm chí có nhiều người mua lại chẳng hề biết rằng cái hạn sử dụng của cái sản phẩm đó nó còn bao lâu cả, mà mua về là có thể bị hư. Và chúng ta tất cả mọi người đều kinh nghiệm được trên cuộc đời của mình những sự sai lầm của mình do thiếu biết hoặc phớt lờ tất cả một sự cảnh báo lên, ăn đại uống đại, và chúng ta thường bị ngộ độc tiêu hóa hoặc rối loạn tiêu hóa do ăn uống đồ ăn thiêu hay đồ ăn đã bị chất độc mà khiến chúng ta có thể bị nguy hại. Một lần kia tôi còn nhỏ, bà cô tôi thì cay nghiệt với tôi lắm, có lẽ bà biết tôi là con Tây sao đó, bà ghét tôi cho nên là không cho tôi ăn sáng. Thì trên đường tôi đi học, hồi học lớp 6 ở nhà quê ấy, thì tôi lên nhà bà bác đó để cùng với cái người anh ấy, đi học cùng một lớp với tôi. Nên đó thì bác ấy cho tôi ăn sắn, lòng không dạ trống, ăn củ sắn vào đó. Mà tôi mới đi được chưa được một cây số, tôi say sắn, tôi toát hồi tôi ngã xỉu xuống và trên da dưới da và liệt luôn. Người anh đó to con hơn tôi lên cõng tôi về nhà, từ đó cõng về nhà rồi thì bà bác tôi mới biết rồi. Bà lấy mía ra, bà chẻ ra rồi bà mới é, bà vắt ra cho tôi uống nước, bà biết tôi bị say sắn. Cái người khỏe người ta ăn đó thì không sao, nhưng mà trong sắn có những chất mà người ta gọi là stevia thì nó hơi cao, nhất là củ sắn tươi mà mang về đó, chưa ngâm kỹ đó mà luộc đó, mà mình đói quá ăn hồ ăn hởi vào đó, mình không chuẩn bị cái lòng của mình đó và mình bị ngộ độc. Nếu ta hiểu biết được thì cho dù là sắn tươi, khách đến nhà lấy sắn tươi về luộc cho người ta, nhưng mà trong cái luộc đó lấy một khúc mía chẻ nó ra mà mấy mảnh đó bỏ trong cái nồi đó thì không bao giờ bị say sắn cả, bởi vì chất đường đó sẽ hủy phá cái chất stevia ở trong cái nhựa của củ sắn đó. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta phải có sự hiểu biết tất cả mọi sự có ở trong những vật mà chúng ta sử dụng nó, ăn uống nó, vì nó là an toàn cho chúng ta. Thì cũng một thể như vậy, trong thuộc linh có rất nhiều người không cần biết trong bài giảng đó có cái gì, họ phó thác tất cả mọi sự của linh hồn họ cho ông mục sư đứng giảng. Nghĩa là họ đến nhà thờ và họ tin một cách rất là liều lĩnh rằng tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi, vậy là tôi đã được cứu, và như vậy tôi đến nhà thờ là xong, nhiệm vụ của tôi là đến nghe, còn ông mục sư giảng tôi cảm ơn Chúa. Họ phó thác cho sự thiêu biết của chính mình và cứ tưởng rằng như vậy là an toàn. Giống hệt như ngày xưa trong thời kỳ người ta vượt biển, không cần biết cái con tàu đó vững hay không vững, miễn là tôi đã bỏ vàng ra, người ta tôi xuống thuyền là được. Cho nên khi mà thuyền đi giữa biển rồi mới biết là thuyền cũ, nó sửa lại rồi, sóng to gió lớn rồi, nó bục, nó bung, rồi người ta chết. Rất nhiều người tin Chúa, họ nhìn ô nhà thờ to, nhà thờ đông người, và người ta gia nhập, không cần biết rằng những bài giảng đó có giá trị gì cho mình hay không. Cứ nghĩ rằng đó là kinh thánh, đó là bài giảng là được rồi. Việc tôi là nghe và vâng lời, tức là vâng lời ông mục sư, là tôi đến tôi gia nhập, tôi là hội viên và tôi nghe xong rồi. Họ không cần biết trách nhiệm của mình phải làm gì để giữ được sự sống ở đời của mình. Họ cứ nghĩ là tin Chúa là được cứu. Là bởi vì có rất nhiều người đứng giảng đó, cậy sự ngu dại của mình đó mà làm liều đứng giảng. Tôi nói là cậy sự ngu dại, tại vì ôi tôi mù, không thấy gì cả, cảm ơn Chúa. Tôi mù rồi tôi không thấy mình, tôi trở thành can đảm. Đức tin của người mù là phó thác sự sống của mình, là vì gì sống chết có số, người ta tin như vậy.
Nên có rất nhiều người là học thấy người ta giảng, mình cũng bắt chước giảng và đứng giảng mà không biết rằng mình làm điều đó là mình đang tự mình đưa vào trận chiến mà mình không hề có vũ khí, mình không có khí giới, mà không biết rằng kẻ thù nghịch đã giương bẫy để bắt mình và chính mình đã trở thành người bị bắt rồi mà không biết. Chúa muốn chúng ta phải hiểu biết rõ ràng về điều chúng ta tin. Khi chúng ta đã in chí vào điều gì rồi là rất khó mà chúng ta cải được cái sự in chí đó. Cho nên khi nào có sự cố xảy ra, có một quyền năng nào đó xảy ra khiến chúng ta nhận biết là mình đã sai, bây giờ người ta mới cải, còn bằng chẳng người ta không có cải. Dân Israel đã được vào chiếm xứ Canaan là xứ đượm sữa và mật, và Chúa đã từng phán với họ rằng Ngài sẽ ở cùng họ, Ngài sẽ đem họ vào nơi tốt tươi, và họ là dân của Ngài và Ngài là Đức Trời của họ. Nếu như họ tin theo tiếng phán Đức Giê-hô-va, làm theo mệnh lệnh của Ngài, vâng giữ các mệnh lệnh, các điều răn của Ngài đó, thì bây giờ Chúa sẽ là Đức Trời của họ và Ngài sẽ ban phước cho họ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy điều gì xảy ra? Các thầy tế lễ quen nằm cái chỗ của mình hay nằm? Quen nằm. Đức Trời hứa ban phước cho dân sự của Ngài vì Ngài đưa dân sự của Chúa vào xứ tốt tươi. Đức Trời hứa chúng ta rằng khi chúng ta tin Ngài, chúng ta sẽ không bị hổ thẹn vì Chúa chúng ta là Đức Trời tốt lành. Ngài ban cho chúng ta cuốn sách luật pháp này. Nếu mà gọi theo cách của xác thịt, đây là cuốn sách luật pháp, là cẩm nang sự sống, cẩm nang sự thành công, hay là cuốn sách của sự khôn ngoan, sự thông sáng, cuốn sách của sự sống, cuốn sách khiến chúng ta được phước hạnh, thành công và thịnh vượng. Nhưng mà cuốn sách đó chỉ có tác dụng khi chúng ta tìm kiếm, học hỏi, làm theo, thì bây giờ chúng ta mới thực tế nhận được cái sự tốt lành và giá trị thật ở trong cuốn sách mà Đức Trời đã ban cho chúng ta. Nhưng mà dân Israel đã không làm theo điều đó. Sách Samuel thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 15 trên Samuel thời thơ ấu phục sự Đức Giê-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó lời của Đức Giê-va lấy làm hiếm hoi và nó sự hiện thấy chẳng năng có. Và bây giờ Hê-li khởi lảng mắt chẳng thấy rõ. Có ngày kia người đang nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-va là nơi có cái hòm thánh. Bây giờ Đức Giê-va gọi Samuel, người thấy rằng có tôi đây. Đoạn người chạy đến gần Hê-li mà rằng có tôi đây vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-va lại gọi lần nữa rằng hỡi Samuel. Samuel trỗi dậy đi đến cùng Hê-li mà rằng có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Và Samuel chưa biết Giê-hô-va, lời Đức Giê-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-va lại gọi Samuel lần thứ ba, người trỗi dậy đi đến gần Hê-li mà rằng có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Hê-li hiểu Đức Giê-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Samuel rằng hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con hãy nói hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán kể tôi tới Ngài đang nghe. Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình, Đức Giê-va đến đứng tại đó gọi như các lần trước, hỡi Samuel, hỡi Samuel. Samuel thưa, xin hãy phán kể tôi tới Ngài đang nghe. Đức Giê-va phán cùng Samuel rằng này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, và ai nghe đến lỗ tai bắt phải lùng bụng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cái đó ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Samuel nằm ngủ cho đến sáng, đoàn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va, người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Hê-li. Thầy tế lễ Hê-li biết rõ công việc Đức Giê-hô-va, nhưng người không cần biết. Người biết rõ là Đức Giê-hô-va đã gọi Samuel, một đứa con trẻ ở trong nơi đó, là nơi mà người ta đã gửi con trẻ đó đến ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Thay vì mình được thầy tế lễ thì thấy điều đó rồi mình phải tỉnh ngay lập tức cầu nguyện, lạy Chúa, con có là tôi tới Ngài, xin hãy phán. Nhưng mà xuống đứa trẻ đi ngủ nữa đi, đi ngủ lại đi. Rồi chính mình cũng ngủ đâu, không cần biết Ngài gọi nói cho Ngài gọi con đâu. Có những lúc Chúa phán cho người này, cho người kia, mà không phán cho thầy tế lễ. Ấy không phải là Đức Trời không tin thầy tế lễ. Có những thầy tế lễ Chúa không tin nữa. Nhưng có thầy tế lễ không phải là Chúa không tin thầy tế lễ, nhưng Chúa dùng điều đó để mách cho thầy tế lễ biết là ta đã chọn những người này ở trong hội thánh của ta để con biết mà sử dụng những người đó. Ở trong hội thánh của Chúa có những người không phải là người trọn vẹn. Có thể là người đó không hoàn thành được những công việc cơ bản nhất của một người. Tuy nhiên mà Chúa vẫn cho họ ơn này ơn kia. Để làm gì? Kinh Thánh có chép là ở đâu tội lỗi gia tăng thì ân điển dư dật. Nên có những người không hoàn hảo, không hoàn toàn trọn vẹn, nhưng mà Chúa vẫn cho họ ơn này ơn kia để được gây dựng họ.
để họ nhận biết Chúa và người dựng, cũng như trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa đã sức dầu cho Jehu để làm vua Israel. Mặc dù Jehu là kẻ phản chủ của mình, nhưng mà Đức Trời vẫn sử dụng Jehu. Ngài muốn làm ơn cho Jehu để Jehu nhận biết rằng Chúa đang cai trị, để khi mà mình được ơn rồi nhớ đến Chúa mà hạ mình xuống để trở lại với Đức Chúa Trời, không làm ác nữa. Nhưng mà Jehu không làm theo điều đó, tận dụng khả năng, quyền năng một cái sự dầu của Chúa ban cho mình đó để làm chọn cái điều mình muốn đó, tiêu diệt những kẻ thù của mình đó. Mặc dù vậy, Chúa vẫn làm ơn cho đến 4 đời mà thôi, không được lâu. Mà Chúa thì muốn làm mãi mãi cho người ta. Trong Hội Thánh của Chúa có những người có thể rất non nớt, có thể là rất là yếu đuối, nhưng mà có những ơn, có ví dụ là thấy khải tượng, hoặc là thấy chiêm bao, hoặc là nhận được điều gì Chúa bách bảo cho để giúp việc cho dân sự. Chúa cho chúng ta biết là mình phải để ý tất cả mọi sự trong cuộc sống của mình để nhận biết được công việc của Chúa. Có khi chúng ta bận rộn quá không nghe được tiếng Chúa, nhưng Ngài sử dụng tất cả mọi sự mà đập vào mắt chúng ta để chúng ta nhìn biết là Chúa đang nhắc nhở chúng ta bằng cách này hay bằng cách kia. Có nhiều khi chúng ta cảm thấy mắt cứ nháy liên tục, Chúa dùng một dấu hiệu nhắc chúng ta, hoặc thậm chí đang đi tự nhiên bực ra muốn nói tiếng mới, Chúa muốn nhắc nhở tâm linh chúng ta. Và chúng ta phải nhạy bén rằng Chúa đang mách bảo chúng ta. Có nhiều khi chúng ta quá bận rộn về công việc của xác thịt mà quên công việc chúng ta là hầu việc Đức Chúa Trời, tức là tâm linh mình phải cai trị xác thịt. Và lúc này là lúc Chúa hành động qua lời của Chúa, qua bài giảng, hoặc có lời tiên tri, hoặc có các dấu hiệu mà chúng ta có thể được. Mà chúng ta để ý vào công việc đó, xem Chúa đang muốn chúng ta hiểu điều gì vì sự mách bảo của Ngài. Thầy Tê-li Hê-li biết rằng Đức Giê-va gọi đứa trẻ, ông không cần biết, ông lại đi nằm. Nên trong Hội Thánh của Chúa, trong gia đình chúng ta phải biết là Chúa đang hành động như thế nào. Tôi lấy ví dụ ở trong nhà này, ngôi nhà của anh Thủy này, và Chúa đang thăm viếng ngôi nhà này. Chúa thăm viếng ngôi nhà này và đang thăm viếng gia đình của anh qua ai? Qua anh em, qua Hồng Ngọc. Một đứa trẻ như Hồng Ngọc đó, nhưng mà đang sống một cái tư cách của một người trưởng thành. Đó là nó nhận biết trách nhiệm của nó, sáng dậy phải làm gì với cha mẹ mình, và sáng dậy phải làm gì với trách nhiệm của mình khi cô giáo dạy là đây là đĩa hát của con, và sáng dậy nó phải lấy đĩa đó hát. Nó tập hát, nó bộ bình, nó mở máy, nó tập hát. Rồi khi cô giáo đến, nó báo với cô là con đã thuộc bài rồi, và cô đưa đi đĩa mới cho học, nó đưa trả đĩa cũ cho cô. Đây không phải là con người xác thịt, đây là tâm linh nó đang cai trị. Và biết cảm ơn Chúa, nếu không thần của Chúa không hành động cho đứa trẻ đó, nó không làm được như vậy. Vậy thì mình nhìn thấy đứa trẻ đó, mình phải quan tâm và được thêm sức từ nơi Chúa, mà hiệp bộn lại với nhau để thờ phượng Chúa. Mà thầy Tê-li Hê-li không làm điều đó. Tôi là một người sinh sau đẻ muộn ở bên Hamilton, tức là tôi đã bỏ nhà Chúa hơn 10 năm. Từ Hồng Kông tôi sang đến Canada, tôi bỏ Chúa. Tôi trở thành tín đồ ngày lễ, tôi đi quay phim cho Hội Thánh những ngày lễ, ngày Giáng sinh, xong rồi tôi lại trở về sống như người thế gian. Nhưng mà khi Chúa thăm viếng tôi, ngày sức dầu ban ơn cho tôi đó, thì người ta lại chống lại. Thay vì nhìn nhận là nếu như cái người này không phải Chúa thăm viếng, có phải là Thánh Linh hành động, thì người này không thể nói được như vậy, không thể hiểu biết được như vậy đó. Thì người ta phải quan tâm cảm tạ Chúa rằng Ngài có thăm viếng dân Ngài, cũng như Đức Chúa Trời đã ban con một Ngài vào thế gian này, Ngài sinh ra tại Bethlehem, thì dân chúng ta phải cảm tạ Chúa gì? Ngài đã thăm viếng dân Ngài và phải cảm tạ vui mừng về con trẻ đó và hầu việc con trẻ chứ. Người ta không để ý chuyện đó. Và bởi cái đó ơn của Chúa lại ban cho dân ngoại. Thì chúng ta cũng phải để ý rằng Chúa thăm viếng chúng ta và mình phải nhận biết được các dấu hiệu Chúa thăm viếng chúng ta, và Ngài muốn chúng ta tiếp nhận cái điều Chúa thăm viếng đó và tỉnh thức để phối hợp với điều Chúa ban cho đó mà sống trước mặt Chúa. Trong Kinh Thánh cũng chép về điều khi trong cơn đói kém xảy ra ở trong xứ Canaan, tức là trong vùng đất mà Đức Trời đã ban cho dân Israel đó. Nhưng mà tại sao lại bị đói kém nhỉ? Vì Chúa đã ban cho dân Israel đất gọi là đượm sữa và mật. Nhưng mà khi Chúa ban luật pháp cho dân Israel thì Ngài cũng có phán rằng, còn như nếu ngươi chẳng làm theo lời của ta, không khứng nghe cái tiếng phán của ta, thì này là mọi sự đồ xả sẽ giáng trên một người, không những giáng trên thân thể của người ta mà trên đất đai của người ta nữa. Thay vì mưa, Chúa ban cho cát bụi từ trời xa xuống, trời như sắt, đất như đồng, làm sao mà làm ăn được. Và khi người ta thấy hạn hán xảy ra trên đất mình thì phải biết rõ rằng mình đã phạm tội rồi bởi cơ đói, với cơ sự khô hạn này. Dấu hiệu đó giúp cho người ta chỉ biết là mình đã sai. Vậy thì việc của mình là làm gì? Quay trở lại với Chúa, hạ mình xuống, ăn năn xưng tội mình và làm theo luật pháp của trời. Nhưng người ta không làm điều này. Mà khi người ta không có lương thực, thực phẩm, thì người ta phải tìm kiếm, người ta phải làm liều. Các vua thứ hai đoạn 4 câu 38 đến 40 chép. Elise trở về Ginh-ganh và trong xứ có đói kém, các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người. Người biểu kẻ tôi tớ mình rằng, hãy bắt cái nồi lớn nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri.
Một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đang hái rau, thấy một dây rừng leo, bèn hái những dưa dại bọc đầy vạt áo tơi mình. Khi người trở về, sắt ra từng miếng bỏ trong nồi canh đấu, bỏ trong nồi nấu canh, chẳng biết nó là thứ gì. Người ta múc cho các người ăn, nhưng khi họ nếm canh thì la lên rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, sự chết ở trong nồi này. Họ ăn canh ấy không đặng. Elise nói rằng: thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng: hãy múc cho các người ăn. Vậy trong canh chẳng còn độc gì nữa. Câu chuyện này đã khiến tôi mất 3 năm tìm kiếm mới ra được câu trả lời. Tôi tìm kiếm cho 3 năm, tôi đọc rất là nhiều sách ngưu bài giảng của nhiều tôi tớ Chúa, không tìm được câu trả lời. Tôi không tìm được bất cứ một cuốn sách nào, kể cả trong từ điển, để tìm ra một cái dấu hiệu gì có trong này cả. Nhưng mà tôi vẫn cứ tiếp tục tìm. Và cho đến khi tôi bắt đầu phát hiện là chìa khóa là Đức Thánh Linh là chìa khóa. Tôi không dùng trí khôn của mình lục lọi nữa. Và tôi bắt đầu nhờ cậy Đức Thánh Linh. Và một ngày kia khi tôi đang soạn bài, Chúa hỏi tôi: khi xưa em con có em gái, mẹ con bảo con làm bột cho em để quấy bột cho em ăn, thì con muốn làm bột thì con phải làm gì? Tại sao em con phải ăn bột? Chúa hỏi tôi liên tục như vậy đó. Và tôi cứ ngồi tương giao với Chúa như vậy đó. Và Chúa mới mở trí cho tôi. Trong tay con cầm cái gì đây? Dạ thưa Chúa, cầm cuốn Kinh Thánh. Trong cuốn Kinh Thánh chứa cái gì? Dạ thưa Chúa, Kinh Thánh chứa lời của Ngài. Chúa hỏi tiếp: lời của ta có ý nghĩa gì nữa? Là bánh hàng sống, là nước hàng sống. Đúng như vậy. Vậy thì nếu con muốn ăn được bánh của ta thì con phải làm gì? Chứ con phải mở Kinh Thánh. Mở Kinh Thánh ra. Khi con thấy lời của ta được chép trên Kinh Thánh đó, làm sao con có thể ăn được? Con có thể ăn được gạo sống không? Không. Nhưng mà con muốn ăn nó, dinh dưỡng ở trong nó, thì con phải làm gì? Dạ con phải nấu cơm. Con muốn nấu cơm thì con phải có gì? Dạ con nồi, có lửa, có nước, có gạo. Và bao nhiêu con phải nấu? Vâng. Thế thì em của con không thể ăn như cơm cho con được, nó phải ăn bột. Như vậy muốn có bột con phải làm gì? Dạ con phải trước hết là, chứ nói từ từ đã, từ ban đầu. Đây là hạt thóc. Con muốn lấy được cái chất trong hạt thóc đó thì con phải làm gì nhỉ? Cũng như con mở Kinh Thánh, phải mở nó ra và lột vỏ trấu đi. Người ta phải xay, rồi người ta phải bỏ gạo vào trong nước đó ngâm. Khi con đọc Kinh Thánh mà con muốn hiểu ngay, không được đâu. Đó là tại sao ta bảo với Giô-suê là quyển sách luật pháp được chế hề xa miệng ngươi. Nhưng mà ngươi phải làm gì nhỉ? Suy gẫm luật pháp ngày và đêm. Chúng ta ngâm nghi nó, con phải ngâm nó vào trong nước. Ngâm cho đến khi nó mềm ra, đến khi mà hạt gạo đó nở ra. Nó nở ra chúng ta đưa kính phóng đại nhìn vào, nó nứt ra. Nó nứt rất là nhiều mảng, nứt ra như vậy đó. Và bây giờ khi con đưa tay con bóp mạnh đấy, nó toàn thành bột đấy. Bây giờ con mới đưa ra để mà bảo cô đá đó mà con giã nó để mà thành bột. Khi người ta nấu canh mà bị mặn, người ta thường làm gì? À, người ta lấy một miếng vải màn hoặc là một cái khăn tay mỏng và bỏ bột, bột gạo đó vào trong cái miếng vải đó đấy. Người ta buộc lại thành cái túi, người ta bỏ vào nồi canh đó. Thì cái bột đó bắt đầu hút cái chất mặn ở trong canh đó vào trong bột. Thế giảm được độ mặn ở trong canh, đó là giải cứu. Nhưng mà trong trường hợp này, Kinh Thánh không hề chép rằng cái bột đó là bột đặc biệt của Elise. Nhưng mà chính Elise nói rằng, đầy tớ là hãy đem bột lại. Và khi ta đem bột lại, ông bỏ bột vào trong nồi canh. Không có gì đặc biệt ở trong bột cả. Nhưng mà tại sao nó lại hết chất độc? Thầy biết con đã tìm kiếm nó mấy năm nay rồi. Bây giờ con xem đi. Chúa bắt đầu hỏi tôi, tại sao trong xưa đây kém? Bởi vì họ không làm theo luật pháp Đức Chúa Trời. Cây cối họ trồng đó không mang lại bông trái cho họ nữa, để họ đói. Mà khi đói rồi đó, đói tức là thiếu hụt. Mà khi đói rồi người ta ra tìm đại. Tôi từng thấy có vị mục sư kia, ông ta làm kiến trúc sư. Vừa làm mục sư, vừa làm nghề bên ngoài. Tôi không thấy ông soạn bài bao giờ cả. Nhưng mà tôi thấy có một cuốn sách ông giấu. Ông giấu vào ngày kia tôi lấy được, tôi xem cuốn sách là cuốn sách gì. Đó là những bài giảng của những mục sư nào đó đó, được ghi chép lại thành một cuốn sách những bài giảng đó. Và ông lấy cuốn sách đó ông giảng. Và khi ông giảng thao thao bất tuyệt, tâm linh tôi khô hạn. Cho nên là anh này có ta lưng nói, nhưng không có sự giàu. Nên tâm linh tôi chẳng nhận được gì cả. Ông ta không có soạn, ông ta cày cuốn sách đó, cứ thế giảng ra thôi. Bởi vì ông làm tôi mọi hai chủ, ông đi làm tiền để nuôi sống mình, nuôi sống gia đình mình. Ông không trông cậy Đức Chúa Trời, ông trông cậy cuốn sách đó, ông giảng. Có rất nhiều người là từ thứ hai đến thứ sáu đấy, chẳng có cái gì cả. Nhưng mà ông ta được mời giảng, và đến thứ bảy ông bắt đầu lục lọi, báo này báo kia. Như ở trong đạo đó, ông sách này sách kia rồi, ông ghi chép lại lấy từ giấy, ghi chú rồi, đứng giảng, 30 phút xong. Đi vòng vòng, chẳng biết giảng cái gì cả. Vì trong xứ đói kém. Bởi vì người ta không có làm theo luật pháp của Đức Giê-va, lên người ta bị đói kém nghĩa là thiếu hổ biệt, không có sự hiện thấy. Vì họ không có chú ý vào Chúa, làm sao có thể sự hiện thấy được. Mà nếu qua có chiêm bao đó thì người ta giải nghĩa sai. Vì người ta nằm chỗ quen nằm. Quen nằm ở chỗ là gì? Ở trên làm sao, ở dưới làm vậy. Nếu mấy vị mục sư ở trên đã tấn phong cho người đó rồi thì
người được tân phong đó không sao hơn được cái người trên cả. Vậy nếu muốn làm gì khác biệt với người tân phong mình đấy, coi chừng ông đuổi nó khỏi phái, vì trò không thể hơn thầy. Nên có rất nhiều người ấy, biết mình khô hạn, thôi thà lấy mấy bài cũ của mấy thầy mình giảng lại đó, chắc mấy thầy nó vui. Bởi vì mấy thầy nó thấy cái trò của mình dùng bài của mình giảng là vui lắm rồi, nở mày nở mặt. Nhưng mà thấy một cuốn sách nào đó mà lạ lạ, thấy hay hay mà giảng ra thì coi chừng ông gõi đầu, túm tóc mà cậu lấy cái này ở đâu ra mà giảng vậy, coi chừng ta. Họ đấy kém là bởi vì họ không làm theo lời Đức Chúa Trời, không trông cậy nơi Chúa. Nên cái bài giảng họ giảng ra đó chẩn lất. Cách đây một tháng tôi được xem một cái bộ phim. Cái cậu thanh niên này đi chơi, anh ta có mang theo một cuốn sách cẩm nang về rừng để nhận biết các loại cây trong rừng. Ngày khi anh bị bế tắc, anh đói quá mà trời lạnh lẽo nữa, anh bắt đầu anh đi tìm được một loại cây. Cứ giống hệt cái điều của Việt Nam đã chép đó. Anh ta thấy cái cây, cái khoai tây rừng, nhưng mà ta giải nghĩa cho anh ta đọc không kỹ, mà cái loại khoai tây này đó mà nấu ăn thì chết vì chất độc. Thế thì anh không nhìn biết cái điều người ta nói đó, bỏ qua cái từ đó. Và anh ta ăn xong rồi bắt đầu hoa mắt, bắt đầu nôn ói. Anh nói liệt không thể tự cứu được mình nữa. Đến phút cuối cùng anh hồi lại, anh lấy cuốn sách anh xem này. Em giật mình cái dòng chữ bây giờ hiện ra này: loại này đó không phải ăn được. Nếu nấu mà có nhiều người đã, có nhiều người đã từng nhầm lẫn với loại khoai tây này, nên khi mà nấu ăn thì ngộ độc chết. Anh bảo thôi muộn mất rồi, muộn bao giờ làm sao bây giờ, anh không còn có thể đi nổi nữa. Và anh ta chết ở trong rừng, và anh ta để lại bút tích kể lại tại sao anh ta chết. Chúng ta thấy là khi người đầy tớ này ra ngoài rừng đó, nhưng mà thấy cái dây dại đó mà không biết nó là cái gì cả. Thế mà bây giờ liều rồi, không biết, lấy đại hái và bỏ vào ăn thôi. Và chất độc xảy ra. Cuộc đời của tôi khi tị nạn tại Trung Quốc, mà người kia tôi được ra khỏi trại, tôi được ưu tiên ra khỏi trại để lấy nước ở ngoài cái giếng bên ngoài được tự do. Tôi xách nước về, tôi thấy có một cái cây thông, ở dưới cái gốc cây thông rất nhiều nấm. Tôi bảo lá thông rụng xuống mà nấm lên, tôi nhìn thấy người không có mùi gì cả, lại có bọ bên dưới nữa. Tôi hái một đống về và tôi xào. Cái phòng của tôi nó vậy là có 6 người, 2 trẻ con và 4 người lớn. Xào rất là ngon. Mọi người mới ăn một vài miếng thôi, còn tôi thấy tiếc của ăn hết. Một tiếng sau được quý vị ơi, bắt đầu tôi như người say rượu đó. Và nôn ói bữa ra và lả hết rồi, không thể cử động được nữa rồi, coi như tê dại rồi. Người nhà mới báo cho trưởng trại biết. Ông trưởng trại mới đến, mới hỏi tại sao. Thì mọi người trong phòng mới nói là tôi nấu cái nấm đó như vậy đó. Thế bảo nó lên nấm ở đâu. Tôi thều thà đó là ở ngoài giếng nước. Thế ông ra cái giếng nước cách trại cũng cảm ơn Chúa, cách trại khoảng hơn 100 mét thôi. Ông ra lấy cái nấm á, ông mấy cái đó, ông về cái nấm nào tôi chỉ nấm này. Thế ông làm một câu tiếng, rồi ông đi ra ông lấy lá về ông vò cho tôi uống, tôi được cứu. Khi mình không biết mà làm liều đó thì mình sẽ bị ngộ độc. Ở đây cái người đầy tớ này chẳng biết đó là cái gì cả, hái đầy một vạt áo tươi về, sắt vào từng miếng, bỏ vào trong nồi nấu canh đó, mặc dù không biết nấu đại. Nên Chúa dạy chúng ta là khi chúng ta theo Chúa thì phải cẩn thận cảnh giác với cái trí khôn hạn hẹp của chúng ta. Tôi đã nhận biết được những sự sai lầm lúc ban đầu tôi tập tành theo Chúa đó. Vì tôi nghĩ là những sách của những giáo sư nổi tiếng đó là chắc chắn là tốt cho mình. Tôi học do giảng mà Chúa cho khóa tới miệng tôi lại không giảng được. Mà bây giờ tôi nhờ cậy nơi Chúa và bắt đầu tôi hiểu một chấm một nét trong luật pháp không thể qua đi được. Và phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để mà hiểu. Mà phải hiểu thật kỹ càng, bởi vì sai một ly thì đi một dặm. Vì tất cả mọi người đều có thể mắc sai lầm vì sự bất toàn của xác thịt. Có nhiều khi người ta lên tầm cao quá rồi, người ta đưa ra một tín lý đó, nhưng mà cấp dưới ai dám nói vì ông ấy cao hơn mình, nên không góp ý. Và bởi đó nên ông cứ yên chí rồi, và ông làm ra sai. Mà chúng ta biết, cái người cầm đầu đã sai thì nó sai dây chuyền ra ngoài rất là kinh khủng. Và bởi đó chúng ta phải cẩn thận trong việc tìm kiếm mọi thông tin, đặc biệt là về nước Đức Chúa Trời, tức là về lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đều làm chứng về Chúa Giêsu. Có nghĩa là khi chúng ta tìm kiếm lời Đức Chúa Trời đó, đừng dùng trí khôn của mình mà há mép Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để nhận biết được trong luật pháp của Đức Chúa Trời, lời chúng ta đọc đó mang ý nghĩa gì, nó như thế nào. Elise không làm bất cứ điều gì ngoài việc bỏ cái bột mà cái người ta đem lại cho người, cầm lấy bỏ vào ngay, không nói là bột ở trong túi của Elise. Như vậy thì quyền phép nào khiến cho bột đó được hết độc? Chúng ta biết một điều, Elise được gọi là người của Đức Chúa Trời, mà người của Đức Chúa Trời luôn có thần linh của Chúa ở trong người đó. Lên người đó nhận biết mình phải làm gì? Chúng ta nhận biết một điều là khi tiên tri Elise nhận biết thầy của mình là Eli sẽ trở về trời, và người cố gắng đi theo. Eli nói là con về đi, đừng đi nữa. Mà không, tôi chỉ đứng dưới bàn sống mà thầy rằng tôi không lìa bỏ thầy. Ông ta đi suốt một đoạn đường dài lên phía bắc rồi xuống phía nam, đi theo thầy của mình cho đến khi sông Giô-đanh.
Rồi qua bên kia thì Elise biết mình phải trở về trời rồi, hỏi Elise: người muốn ta làm chi cho ngươi? Elise nói là: điều tôi muốn đó là nguyện xin thần của Đức Giê-va ngự trong thầy đó ở trên tôi bội phần. Eli nói là: ngươi xin một điều khó, nhưng nếu khi ta được cất lên mà ngươi thấy ta thì điều đó sẽ ứng cho ngươi, còn bằng chẳng thì ngươi chẳng được gì cả. Khi Đức Trời cất Eli lên trên trời, không cất trong xác thịt mà cất trong thần linh. Nên chỉ có người nào trong thuộc linh, tâm linh của mình được mở mắt ra, mở trí ra bởi thần của Chúa mới thấy được cái cảnh đó. Nên khi mà Đức Trời sai ngựa lửa và xe lửa đó để đưa tiên tri Eli trở về trời đó, Eli sẽ nhìn thấy và ông la lên: ôi cha ơi! Ông kêu lên. Trong khi đó ở bên kia sông Giô-đanh, các học trò của đấng tiên tri ở bên thành Jericho đó không nhìn thấy quang cảnh này. Khi Eli bay lên trời rồi, cái áo tơi của Eli rơi xuống, đó là chức vụ truyền lại cho Elise. Elise cầm được cái áo đó rồi trở về đến bờ sông Giô-đanh. Lúc trước thì thấy thầy của mình lấy áo đập một cái và mặt nước đó nước rẽ ra. Bây giờ người cầm cái này không biết là cái điều mình xin nó ứng nghiệm hay không. Ông đập cái áo đó: Giê-va Đức Trời của Eli ở đâu? Ông đập xuống nước này, nước liền rẽ ra. Như vậy chúng ta thấy một điều là người của Đức Trời nhờ ơn của Chúa soi sáng trong lòng mình mà nhận biết cái điều mình phải làm. Những điều mình phải làm đó bởi đức tin mà mình làm thôi. Không thể hiểu được tại sao bột có thể chữa được, nhưng mà Chúa bảo là lấy bột đem lại. Thế Elise nói này: đem bột lại. Chúa phám lỗ tai bên này, lập tức cái miệng này nói ngay và tay hành động theo. Nếu chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thấy quyền phép của Chúa bày tỏ ra cho chúng ta, bởi vì lời của Chúa luôn đại diện cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong lời của Ngài. Chúng ta hãy xem lời Đức Chúa Trời chép gì khi người ta vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Xuất Ê Díp Tô ký đoạn 14 câu 5 đến 27 chép: và họ báo cùng vua Ê Díp Tô rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaon và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi, nói rằng: chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi phục dị ta nữa sao? Pharaon bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem 600 xe thường hạng và hết thảy xe trong xứ Ê Díp Tô, trên mỗi xe đều có lính chiến cả. Đức Giê-va làm cho Pharaon vua xứ Ê Díp Tô cứng lòng đuổi theo dân Israel. Nhưng dân này đã đi ra một cách dạn dĩ. Người Ê Díp Tô và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaon đều đuổi theo dân Israel, gặp đang đóng đồn nơi bờ biển gần Phi-ha Hirot ngang ba anh Sê-phôn. Và khi Pharaon đến gần, dân Israel ngước mắt lên thấy dân Ê Díp Tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng kêu van Đức Giê-va. Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: xứ Ê Díp Tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đường vắng đằng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê Díp Tô để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê Díp Tô rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê Díp Tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn là phải chết nơi đường vắng. Môi-se đáp cùng dân sự rằng: chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Ê Díp Tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giê-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. Đức Giê-va phán cùng Môi-se rằng: sao ngươi kêu van ta? Hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển đi như trên đất cạn. Còn ta sẽ làm cho dân Ê Díp Tô cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaon cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaon, binh xa cùng lính kỵ người, thì người Ê Díp Tô sẽ rõ ràng ta là Đức Giê-va vậy. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Israel lộn lại đi sau. Còn trụ mây vốn đi trước trại quân ở lại ở về sau. Trụ mây đứng trước giữa khoảng trại người Ê Díp Tô và trại dân Israel, làm áng mây tối tăm cho đằng này, soi sáng ban đêm cho đằng kia, nên chọn cả đêm hai trại chẳng hề sát gần nhau được. Và Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại chọn cả đêm. Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ, dân Israel xuống biển đi như trên đất cạn, còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. Người Ê Díp Tô bèn đuổi theo, hết thảy ngựa, binh xa cùng lính kỵ của Pharaon đều theo xuống dưới biển. Và đến canh sáng, Đức Giê-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê Díp Tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dân dắt cực nhọc. Người Ê Díp Tô bèn nói cùng nhau rằng: tại trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta. Đức Giê-va phán cùng Môi-se rằng: hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lấp người Ê Díp Tô, binh xa và lính kỵ của chúng nó. Môi-se bèn giơ tay mình ra trên biển, lối sáng mai,
nước trở lấp phủ đáy biển lại. Người Ê-díp-tô chạy trốn bị nước chặn. Vậy Đức Giê-va xô họ xuống giữa biển. Đức Trời ra lệnh cho Môi-se là hãy giơ tay người ra trên biển, rẽ nước ra. Làm sao mà Môi-se có thể rẽ được nước biển? Nhưng mà Chúa phán mà Môi-se vâng theo. Môi-se giơ tay có cái gậy mình ra trên mặt biển đó, đối với biển đó. Còn Chúa hành động, Ngài chỉ hành động khi Môi-se đã nghe, tin và vâng lời. Bất cứ điều gì Chúa đã phán và người ta làm theo, cho dù lời đó được phán trước đó 4.000 năm, thì bây giờ chúng ta tin và làm theo, thì cũng như là Chúa vừa mới phán lỗ tai chúng ta và chúng ta tin và làm theo, Ngài hiện diện tại nơi đó. Phép lạ liền xảy ra, Chúa hành động, Môi-se tin, Môi-se hành động và Chúa hành động. Chính dân Ê-díp-tô, đạo quân của Ê-díp-tô đó nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã hành động đó và họ làm như thế nào nhỉ? Tại trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Giê-va thế dân đó mà chiến cự của chúng ta. Họ nhận biết rồi, đây không phải là chuyện thường. Nước tại sao có thể dựng lên thành vách được? Mình đã dại dột đuổi theo họ là mình chết rồi. Họ la lên như vậy đó, mà chạy không kịp nữa. Sách xuất Ê-díp-tô đó là cuốn sách dạy chúng ta, đang khi chúng ta còn ở thế gian này, chúng ta ra khỏi thế gian như thế nào? Và chúng ta sẽ ra khỏi thế gian được cách thành công nếu chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời. Những gì mà Chúa đã cho chúng ta thấy được chép trong Kinh Thánh này đó, thực thể đó rõ ràng như vậy. Và chúng ta cũng hành động đó, bởi vì lời của Chúa làm chứng về chính Ngài. Lời của Chúa bảo đảm về đó là Ngài đã làm, và Ngài vẫn còn tiếp tục làm nữa. Điều gì đã làm cũng sẽ còn làm nữa. Sách Truyền Đạo nói như vậy. Như vậy Chúa cho chúng ta biết là hãy tin vào lời của Chúa và hành động. Khi Chúa Giêsu thành chức vụ và Ngài tìm những người mà Đức Cha đã chọn từ trước sang thế, và bây giờ con một ngày đến kêu gọi họ theo Ngài để huấn luyện họ trở lên môn đồ, và qua những người đó mà đạo Chúa được truyền ra cho muôn dân trên đất này. Và chúng ta hãy xem, khi người ta nghe theo lời của Chúa, mặc dù người ta không nhận biết Chúa ai cả, thì phép lạ vẫn xảy ra. Luca đoạn 5 câu 1 đến 11 chép: Khi Đức Chúa Giêsu trên bờ hồ Gê-nê-sa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau chung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc là chiếc của Simon, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi xuống mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simon rằng hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simon thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, giờ vậy tôi cũng nghe theo lời thầy mà thả lưới. Họ thả lưới xuống được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn vội gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp. Bạn kia đến chở cá đầy hai thuyền đến nơi gần chìm. Simon Phêrô thấy vậy liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Suốt là vì đánh cá rừng ấy nên Simon cùng mọi người ở với mình đều thất kinh. Gia Cơ và Giăng con Cê-bê-đê là những người đồng bạn với Simon cùng đồng một thể ấy. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng Simon rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi người sẽ lên tay đánh lưới người. Đoạn họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài. Những người này không hề biết Chúa Giêsu là ai cả, chỉ biết là người đã đang giảng dạy, và đã giảng dạy chắc chắn là một thầy giáo. Hồ Galilee còn cái tên gọi nữa là Gê-nê-sa-rết, vì nước là rất là trong, chung quanh là núi đá, và bữa đó nước trong đến độ người ta không thể đánh cá ban ngày được. Mà Chúa đến nơi đó, Ngài giảng xong rồi, lúc đó tầm đã gần trưa rồi, sáng như vậy đó, đánh lưới làm sao được đó. Phêrô nói họ đánh suốt đêm rồi không có cá, mà vùng hồ đó chỉ có đánh cá ban đêm mà thôi, vì cá không thấy lưới. Còn ban ngày nước trong thì cá thấy lưới không thể đánh được. Nhưng mà Phêrô nói sao? Giờ vậy chúng tôi cũng nghe thầy. Mà khi người ta nghe, mặc dù người ta chưa hiểu biết được lý do tại sao cả, nhưng khi người ta nghe mà đấng đã phán họ là Chúa, và mặc dù họ không biết đó là Chúa, thì cái lạ vẫn xảy ra. Năm 98 tôi đến Sài Gòn này, thì tôi có cùng với vợ tôi có quen với Bùi Quốc Đạm. Vợ chồng Bùi Quốc Đạm có một đứa con gái, nó đó là khoảng 5-6 tuổi rồi đó. Nó bị một cái bệnh mà tôi không biết. Thì hôm đó chúng tôi mời đến nhà chúng tôi và chúng tôi mua sò mời họ ăn. Nhưng mà trước đó một tuần ấy, thì tôi có đến nhà thăm nhà Bùi Quốc Đạm, thì thấy ở cái đường Nguyễn Chí Thanh đó, cho biết cái đường Nguyễn Chí Thanh là đường bị rủa xả rất nặng bởi vì bán đủ các loại thần tượng ở đó. Thì chúng tôi lên cái ngôi nhà ọ bẹp đó và thấy đứa trẻ đó và đứa con gái của Bùi Quốc Đạm đó bị đủ cái thứ bệnh, đặc biệt nó cứ giống như là sờ vào da của đứa bé đó giống như là con trâu ấy, nó đã tắm ở dưới bùn bây giờ nó lên và nó khô. Cái da đứa bé đó có vẩy như vẩy con rắn ở trên cơ thể của nó. Tôi sờ lưng nó như vẩy con rắn đó, bảo sao trông như thế này đây. Thì hai vợ chồng nói là cháu bị như vậy đó, và thôi để tôi cầu nguyện cho nó. Và vâng, anh Thành cầu nguyện cho đi. Và tôi sẽ dùng nhân danh Chúa tôi cầu nguyện cho nó.
tôi chúc phước cho nó. Và tuần sau tôi mời họ đến nhà chúng tôi và chúng tôi sò luộc để ăn. Tay tôi bóc ra 7 con sò đưa cho đứa trẻ nó ăn. Hai vợ chồng không dám nói một câu nào cả, bởi vì họ nể tôi, họ bán tin bán nghi. Bởi vì đứa trẻ đó ăn bất cứ một con ốc hay là một con sò, bất cứ đồ biển gì lập tức là nó nổi mề đay lên, phải đưa vào viện cấp cứu. Nhưng mà trong ngày đó nó ăn 7 con sò do tay tôi bóc của nó, không hề phát bệnh. Đúng một tháng sau tất cả các bệnh nến tàn đi. Chúa chắc lành cho nó. Tôi chỉ tin một điều là lời Chúa xưa đã phán này, hay ai tin ta sẽ có dấu lạ này. Lấy danh ta trừ quỷ, dùng từ mới mà nói. Bà đăng trong tay uống dưỡng chưa độc cũng chẳng hại gì. Hết là tay trẻ cái đau sẽ lành. Tôi tin với điều đó và tôi công bố. Tôi tin, tôi công bố điều đó. Tôi đặt tay cho đứa bé đó, tôi chúc phước cho. Và phép lạ xảy ra. Ở đây Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đồ của Chúa. Và khi Ngài kêu gọi họ, Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài ra. Và khi người ta vâng lời thì phép lạ liền xảy ra. Dân Israel đã nhận được luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho, nhưng làm họ chỉ có mong sớm nhận được sự đượm sữa vào mặt mà thôi, mà không để ý đến mục đích của việc Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho. Không phải là chỉ dành cho xác thịt, mà là mục đích chính để cho tâm linh của người ta được cứu chuộc ra khỏi quyền lực của sự tội và sự chết, là quyền lực đã khiến cho loài người bị mất sự sống và phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn người từ lúc ban đầu. Rất nhiều người ngày hôm nay ở trong nhà thờ, trong các hệ phái gọi là tin theo đạo tin lành đi, không nhận biết được lý do cùng mục đích của sự Đức Chúa Trời ban luật pháp cho họ. Họ chỉ cho rằng đây là kinh thánh. Trong kinh thánh cả tiếng Hebrew hay tiếng Anh không có chỗ nào gọi là kinh thánh cả, mà chỉ được gọi là lời của Đức Trời đã được chép, mà chúng ta gọi đó là kinh thánh và ta gọi là Bible. Nhưng mà tiếng Hebrew hay tiếng Hy Lạp thì được gọi là lời đã được chép xuống. Bởi vì theo cách ta nghĩ là kinh tức là người ta sẽ đọc, nói đi nói lại đọc, và thánh là bởi vì của Đấng Thánh. Nhưng mà thật sự ra đó là lời đã được chép xuống, bởi vì cả thế giới này đã được mặc nhiên công nhận rằng khi nói đến lời đã được chép xuống ấy là nói đến luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho Môi-se, là năm sách của Môi-se. Đó là the scripture. Mà khi dân Israel không chú ý vào lời Đức Chúa Trời thì làm sao họ có thể nhận biết được sự tốt lành trong luật pháp của Chúa? Nên họ nghĩ rằng luật pháp Chúa ban cho đó nó là một điều kiện để nhờ đó mà tôi được sống. Nên ngày nay có rất nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi đọc kinh thánh đó là nhờ đó mà được phước. Họ đến nhà thờ và mua kinh thánh, ôm kinh thánh đi rất là đàng hoàng. Đến nhà thờ cầm hãnh diện để tôi là tín đồ, để người thế gian khỏi biết, khỏi nhận nhầm. Họ đi, đặc biệt ở nước ngoài đó, được tự do đó, cầm kinh thánh đi theo, rõ ràng lắm, mà có đó chỉnh tề lắm. Họ ngồi đây nghe, con sách họ là không có dơ bẩn đâu, sạch sẽ lắm, như mới vậy đó. Họ nghĩ rằng họ đọc kinh thánh, họ đến dự nhóm thờ phượng, đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời rồi. Họ hiểu sai về vấn đề tại sao Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho họ. Họ không để ý đến lời Chúa đã phán đến Giô-suê này, quyển sách luật pháp này chớ hời xa miệng người. Tức là chúng ta phải công bố, phải gieo. Khi công bố và gieo đồng nghĩa rằng đèn các ngươi phải thắp lên. Khi chúng ta nói lời Đức Chúa Trời, tác dụng của lời Chúa trước hết là gì? Nhắc chúng ta biết đây là lời Đức Chúa Trời. Thứ hai, ngay lập tức ta nghe được, lòng ta nhận được mạng lệnh của Đức Chúa Trời, soi sáng tâm chúng ta, nhận biết trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Và lời của Chúa là hạt giống không hề hư nát, khi đã được gieo ra nó sẽ mọc ở trong lòng chúng ta. Chúng ta gieo nhiều gặt nhiều, trong lòng đầy rẫy miệng nó ra, cứ liên tục chúng ta đầy rẫy và luôn luôn có lời của Chúa ở trên môi miệng của chúng ta, thì lòng chúng ta luôn luôn đầy rẫy, nhắc nhở chúng ta nhận biết trách nhiệm chúng ta trước luật pháp Đức Chúa Trời. Nhưng mà có điều quan trọng nữa là muôn vật đều phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ tấn công chúng ta, cám dỗ chúng ta, việc chúng ta không phải ô lại Chúa xin cứu con với ma quỷ tấn công con, Chúa ơi. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói gì với ma quỷ? Chúa dùng lời của Chúa để nói và nói cho mặt nó là ngươi phải thờ phượng Chúa và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Khi nói hầu việc một mình Đức Chúa Trời tức là làm theo lời của Đức Chúa Trời. Ngươi không được phép làm theo ý muốn của ngươi, nhưng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo đến ngươi. Chúng ta nói điều đó, thiên sứ của Chúa biết rõ đó, và khi một thiên sứ nào đó không giữ thứ bậc mình thì Đức Chúa Trời xiềng họ lại trong lời tối tăm. Mình chống lại chúng không có nghĩa là mình cầu xin Đức Chúa Trời bằng khí giới đó, Chúa bàn khí giới rồi. Chúng ta quyền sở hữu lời Đức Chúa Trời. Nếu ta bây giờ còn xin Chúa bằng khí giới cho mình nữa, tức là chúng ta đang nói là lại Chúa còn chưa nhận được. Vậy lời này dành cho ai? Cuốn sách này chép cho ai nhỉ? Chép cho mỗi người chúng ta, phán áp thuộc của chúng ta. Nên Chúa nói, trong luật pháp của các ngươi, vậy thì mình phải nhận biết là mình có quyền sở hữu lời Đức Chúa Trời và phải đánh trận. Trước hết đánh trận với ai? Vì chính xác thịt mình, để nó không phạm tội. Hầu cho tâm linh ta được tự do sử dụng lời Đức Chúa Trời. Khi tâm linh ta được tự do sử dụng lời Đức Chúa Trời, ma quỷ sẽ thua. Bởi vì nó mất quyền kế tự, còn chúng ta có quyền kế tự. Ma quỷ phải vâng lời,
Khi chúng ta công bố lời Chúa là sự sáng là sự sống của đời người. Như vậy thì khi chúng ta công bố sự sáng, ma quỷ phải lui, bởi vì nó là thuộc về sự tối tăm. Mà cái tính chất là sự sáng soi đời tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng, chứ chẳng hề nhận lấy, có nghĩa là chẳng hề đến gần được, chẳng hề thắng được, chẳng hề lĩnh hội được. Công bố lời Đức Chúa Trời, mình được đứng vững bởi vì lời của Chúa là hàng rào bảo vệ mình, nhắc nhở mình làm theo lời Chúa và xua đuổi quyền lực sự tối tăm. Đức Chúa Trời đã không bất ngờ đưa con một của Ngài vào thế gian này. Nhưng mà 740 năm trước cầu nguyện, qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời đã công bố rằng Ngài sẽ đưa con một Ngài vào thế gian này. Và Ngài cũng báo rằng khi con một Ngài vào thế gian này, tức là con một Ngài đại diện cho chính Ngài, hay là cái khác, chính Đức Chúa Trời đã đến thăm viếng dân Ngài qua con một Ngài. Lời Chúa chép rõ về cái điều này. Ê-sai đoạn 9 câu 5 câu 6 chép: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ mãi thêm không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng xuất sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa phán chính Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân là điều này. Có một Ngài chính là Ngài. Trong thực thể thì Đức Trời báo cho dân Israel biết con Ngài sẽ vào thế gian này trong xác thịt của loài người. Nhưng trong thuộc linh thì Đức Trời báo cho những người để ý lời của Đức Trời và có lòng tìm kiếm Đức Trời đó biết rằng lời của Đức Trời khi đến thế gian này sẽ bày tỏ quyền phép của chính Đức Trời, và những người nào tiếp nhận con một Đức Trời cũng là tiếp nhận chính Đức Trời vậy. Và Đức Trời sẽ khiến cho người đó được nhận lãnh Cha đời đời, Chúa bình an cho chính người đó. Và ý chính là Giê-hô-va Đức Trời đã làm nên sự đó. Thật đáng tiếc, rất nhiều nơi ngày hôm nay người ta chỉ thích tân ước thôi, cầm cuốn sách có tân ước không thôi. Năm 98 tôi đi phiên dịch ở dưới Bình Phước ở và Long Thành. Tôi đã phiên dịch cho Thánh Kinh Hội, họ đem máy quay phim đến để quay phim. Ta chờ đến đó và quay phim chụp hình và ta đứng giảng. Nhưng mà khi ta phát ra Kinh Thánh tân ước, tôi chất vấn luôn: tôi tại sao anh dám xé lời Đức Chúa Trời năm 2 như vậy? Nếu không có cựu ước tức là không có luật pháp, không có luật pháp thì không có con đường. Chúa Giêsu đến giảng tất cả mọi điều đã có chép trong sách của Môi-se, người ta gọi là cựu ước, nhưng mà đó là luật pháp của Đức Chúa Trời, đó là con đường. Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta ân điển để đi trên con đường đó. Ngài ban cho chúng ta ân điển, đó là chính Ngài chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi để chúng ta có sức lực để đi trên con đường đó. Bây giờ các anh không cho người ta Kinh Thánh trọn vẹn, bây giờ các anh ban cho người ta, đây là sự cứu chuộc, người ta nhận sự cứu chuộc rồi. Anh ơi, thế con đường đâu để cho tôi đi? Anh trả lời với họ như thế nào được? Đường đâu? Giá cứu chuộc nhưng mà đường đâu để tôi đi? Các anh vứt họ vào giữa cái hoang đảo. Anh nhận cứu chuộc rồi, đường họ vào hoang đảo. Làm sao họ đến với Đức Chúa Trời được? Tôi chấp vấn họ mà các anh làm rất là lạ lùng, tôi không chấp nhận cái điều này. Và tôi nói thẳng với ông Jonathan, người Philippines đó, là người đại diện Thánh Nghị Hội để vào Việt Nam. Chúng ta không thể chấp nhận được, xé bỏ lời Đức Chúa Trời được. Vì họ thiếu hiểu biết. Họ không biết rằng trong cái phần họ đã tháo bỏ đi, có cái gì trong đó. Vậy nếu chúng ta theo Chúa mà không nhận biết được điều gì đã chết trong cái thánh đó và điều gì có ở trong lời đó, có ý nghĩa gì và tại sao Chúa lại ban cho chúng ta? Mà trong khi đó, khi chúng ta ra chợ, chúng ta mua mớ rau, con cá, miếng thịt đó, chọn lật đi rồi ấn còn trả giá nữa, cẩn thận thế. Thì sao khi học lời Đức Trời là không cẩn thận? Chúa muốn ta chú ý rằng lời của Chúa đại diện được chính Ngài. Chúa Giêsu đã phán nhiều lần với dân Giu-đa rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Và những lời Ngài đã phán dạy người ta đó không phải là bởi chính xác thịt Ngài đâu, nhưng là chính Đức Chúa Cha đã phán qua Ngài vậy. Chúa Giêsu không phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời, mặc dù Kinh Thánh có chép rằng Ngài là con Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời và chính Đức Giê-va là điều đó. Nhưng mà chính Chúa Giêsu không phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài phán là Ngài với Đức Chúa Cha là một, là bởi vì Đức Chúa Trời là thần, không ai thấy Đức Chúa Trời mà còn sống. Vì nếu Ngài phán rằng Ngài là Đức Chúa Trời thì lời của Chúa trong Kinh Thánh sẽ bị bác bỏ. Bởi vì chính Chúa phán Môi-se là không ai thấy mặt ta mà còn sống cả. Nhưng mà Chúa Giêsu phán là Ngài với Đức Chúa Cha là một. Điều đó có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời với Đức Chúa Trời là một. Bất cứ khi nào chúng ta mở Kinh Thánh ra để đọc lời Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào chúng ta mở Kinh Thánh ra, ngay lập tức Chúa đứng tại đó chứ bảo là: ta đã sẵn sàng chờ đợi con. Con muốn tìm kiếm gì? Con muốn ta giúp đỡ gì cho con? Có những người mở ra chẳng biết gì cả. Nay buồn bã, nay không vui gì cả. Phải đóng lại. Chúa lại nghỉ lại. Vừa mở ra, Chúa lại đứng tại đó: con muốn gì? Ta đã sẵn sàng. Con muốn ta giúp đỡ gì cho con? Khi chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta đang gõ cửa nhà Chúa.
Và chúng ta mở cửa ra, nhìn vào trong. Đừng quay đi chú con. Con tìm ai? Chúng ta nghe tiếng Chúa. Ngài nhắc nhở chúng ta, con tìm ai? Ủa tại sao con vừa mở cái thấy con lại gặp lại rồi? Ủa sao con đọc nhanh thế con lại đi rồi? Chú gõ cửa lòng chúng ta luôn, mà chúng ta không biết. Bất cứ khi nào chúng ta mở cái danh ra, ngay lập tức con mắt của Chúa nhìn vào tâm linh chúng ta xem chúng ta đang tìm gì. Phải luôn nhạy bén về điều chúng ta đối diện với lời của Đức Chúa Trời. Thái độ của chúng ta phải thật nhạy bén về điều này. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài thường soi tôi. Tôi đã từng giống như tất cả mọi người khác mà thôi. Nhưng khi tôi biết một điều rằng con mắt của Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự, Ngài nhìn vào lòng chúng ta xem chúng ta mở kinh thánh vì cái gì. Chúng ta mở kinh thánh để làm gì? Em có thể cho tôi biết không? Có rất nhiều lúc em mở kinh thánh ra. Vậy thì em có thể điểm với tôi là mỗi lần em mở kinh thánh đó có một mục đích gì không? Nói ví dụ, à tại vì thầy có cho em câu gốc, vậy em mở kinh thánh nên đọc câu gốc. Đúng, không sai. À, em nghĩ cái bài hôm đó thầy đánh máy đây không biết có đúng lỗi chính tả không? Em mở ra để tra cứu xem có đúng chính tả không? Dạ đúng, không sai. Em mở, em nói đúng như vậy. Nhưng có khi nào em mở kinh thánh ra để tìm xem Chúa mách bảo em điều gì, hay là để em mở ra để xem Chúa sẽ dẫn em vào điều gì em tìm kiếm không? Hay là trong lòng em được nhắc nhở rằng có một câu chuyện, có một cái sự tích, hay là có một cái câu nói nào đó ở trong cái thánh đó mà em chưa hiểu, em mở ra để em đọc, để em tìm nó ra. Có bao giờ em tìm kiếm như vậy hay không? Tất cả mọi lúc chúng ta mở kinh thánh ra đọc, Chúa đều biết rõ động cơ chúng ta mở kinh thánh. Nhưng mà Chúa nói là họ không tìm kiếm ta để nhận biết Đức Chúa Trời hay để vào được nước Đức Chúa Trời. Họ tìm kiếm ta để làm theo đúng thủ tục. Và bữa đó nên họ không gặp Ngài. Họ mở kinh thánh nhưng không gặp Chúa. Bởi vì phải tìm kiếm Chúa hết lòng mới được gặp Ngài. Hết lòng là khi chúng ta cố gắng tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời cho đến khi tôi nhận được câu trả lời từ trong lời Đức Chúa Trời. Phải tìm kiếm nó. Và Chúa chúng ta là đấng đến để dắt dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của lời Ngài. Ngài đã được đến, sai đến để làm nhiệm vụ đó. Và Ngài luôn chờ đợi chúng ta, nhưng mà chúng ta không khai thác khả năng của Ngài, không khai thác thời gian của Ngài và không tận dụng tối đa cái sự giúp đỡ của Ngài ban ta. Mặc dù chúng ta vẫn cứ xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa ban ơn, xin Chúa giúp đỡ, Chúa giúp ban ơn. Thế mà đừng có nhắc lại nhiều quá đi, vì ta đến trước khi con sinh ra. Ta đã đến rồi, chờ con từ trong bụng mẹ rồi. Đến để giúp con, để dạy dỗ con, để đưa con vào. Không cần phải nói nhiều. Khi Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta, ấy là để giúp chúng ta nhận biết Ngài. Nhưng mà chúng ta có để Chúa giúp không? Miệng khi chúng ta nói xin Ngài giúp đỡ, nhưng mà chúng ta không để Ngài giúp đỡ. Vì nếu quả thật chúng ta muốn Ngài giúp đỡ, thì chúng ta không đứng tại chỗ. Chúng ta sẽ đứng lên, chúng ta sẽ ở đằng đầu, không ở đằng đuôi. Nếu chúng ta thật sự nhờ cậy Ngài, chúng ta sẽ không ngổ thẹn. Và Chúa sẽ bảo đảm chắc chắn là nếu chúng ta để Ngài làm thầy của chúng ta sẽ học trò giỏi. Chúng ta sẽ giỏi bởi vì Ngài là số 1. Anh em không cần nhìn ai cả, nhìn ngay tôi. Tôi rất hèn mọn, trình độ văn hóa cực tồi, rốt nát, mải chơi, chỉ thích ăn chơi thôi. Học là rốt, hiếm khi được điểm 10 khi con ở nhà trường. Học hết lớp 6 là thôi rồi. Được bố bảo thôi con ở nhà làm việc với bố thôi, mừng hớt chưa nói. Vì không thích ngồi ghế nhà trường. Làm cực nhọc thì làm được, nhưng mà ngồi ghế ở trường là không thích. Nhưng mà khi mà Chúa kêu gọi tôi nhận biết Chúa rồi, bây giờ tôi nài xin Chúa. Tại vì tôi biết một điều, là bởi vì lời của Chúa đã chép về mình, và Ngài muốn chúng ta được phục hồi lại khả năng thật của mình, thân phận thật của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và tôi nhìn thấy cái sự quý giá nhất của linh hồn mình, đó là cái điều mà Chúa đã chuộc chúng ta lại để làm con Đức Chúa Trời. Và khi tôi nhìn vào trong thiên đàng, thấy thiên sứ của Chúa, thấy công việc của Chúa rồi, tôi sung sướng quá. Và tôi không muốn nghĩ đến gì thế gian, tôi chỉ muốn được trở về với Chúa thôi. Nhưng mà bây giờ con muốn trở về thiên đàng thì con sẽ coi như người cứu qua lửa. Con không còn cơ hội trên thiên đàng nữa, con chỉ được sống đời đời mà thôi. Nhưng mà ta muốn mọi người được cứu về là có mão triều thiên linh hiển đồng với ta cai trị trong nước thiên đàng. Vậy con muốn điều gì? Và tôi xin Chúa giúp đỡ tôi. Và Chúa nói là con phải trả một giá. Con phải trả một giá. Ngay cả khi con ăn cơm, con cũng phải trả một giá để nhai và nuốt. Nếu con cứ đưa vào miệng mà con nuốt ngay, con không nuốt nổi đâu. Con phải tọng nó, phải nhồi nhét nó, không nuốt được. Con phải biết nhai, phải biết nuốt, phải biết ăn. Bây giờ con mới nuốt được lời của Chúa. Nhưng mà khi nào thì mình có thể nhận biết được tại sao mình phải ăn đúng cách như vậy nữa. Chúng ta phải suy gẫm. Chúng ta biết rõ ràng là chúng ta dạy con trẻ chúng ta học ăn, nói. Trước khi chúng ta ăn một bữa cơm,
mà lòng chúng ta bị bực tức rồi, ăn cơm không ngon. Vậy thì để một bữa cơm được ngon lành, chúng ta phải tạo một không khí vui vẻ. Và khi chúng ta đến một bữa cơm đó, để mà có thể ăn được bữa cơm ngon, tiêu hóa tốt cho cơ thể của mình đó, chúng ta đừng dồn mình vào cái thời gian khó khăn nhất, đó là vội vàng. Một bữa cơm để tế tốt cho chúng ta đó là chúng ta phải được chuẩn bị nó. Giờ là giờ ăn, cho chuẩn bị xong, sửa soạn tư thế và ăn thoải mái, có thời gian để ăn uống, ăn vui vẻ và nhai kỹ, thì chúng ta sẽ ăn được cái thực phẩm, tức là tiếp thu được cái thực phẩm vào trong cơ thể của chúng ta. Còn nếu ta ăn vội vàng để cho no cái bụng đó thì cũng nhanh thôi. Ở miền Bắc ngày xưa chiến tranh thịt cá không có, chỉ có rau muống với cà chua thôi, thì thôi chẳng có gì mà ngẫm nghĩ cả. Đổ nước canh vào, cho tí nước mắm dấm vào, nó chanh vào đó rồi xộp như cháo, xong rồi ra, chẳng có gì cả, no bụng thôi, rồi chút xíu nó đói mèo, tại vì chúng ta không hấp thu được dinh dưỡng nữa. Thì cái người đọc lời Chúa theo thủ tục của tôn giáo cũng vậy, đọc để cho thuộc câu gốc đó, để trả lời câu gốc, hoặc là nhất là chừng thời gian mà thi kinh thánh đó, học cho thuộc câu đó mà thôi, thuộc thôi, như con vẹt ấy, nó nói lại lời của Đức người ta, nhại lại như con chim của anh Thủy kia, nó nói lại cái, nhưng mà nó chẳng hiểu cái nghĩa đó là cái gì cả, nó nói lại thôi, nó không hiểu nghĩa, ích chi cho mình. Thì chúng ta phải suy gẫm. Tại sao phải suy gẫm? Vì nếu không suy gẫm, không thể thấy được sự tốt lành trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải suy gẫm, kể cả chúng ta không biết rằng nó nghĩ như thế nào cả, cứ suy gẫm đi, cứ nghĩ đi, cứ nghĩ đi, rồi chúng ta sẽ thấy được sự sáng. Đó là tìm kiếm hết lòng. Chúng ta có thể nhìn vào các con vật ấy, là trong đêm đen cái con bạch tuộc ấy, nó đưa dâu và nó bò, táng cái dâu nó thò, nó bò dần, nó chạm cái, nó chạm cái rụt lại, nó có nhìn thấy đâu, bởi vì ban đêm dưới đáy biển là sao nó có sự sáng được. Nó dùng xúc tu của nó để nó động chạm, để nó bò tiếp cho an toàn, nó tìm kiếm thông tin để nó bò. Cái dễ cây cũng vậy, nó không có mắt, nhưng mà nó biết một điều là nó cứ lan truyền ra, và nó có chất xúc tác ở cái đầu của dễ cây đó, và nó bám, nó hút, nó bám đâu nó hút chất từ đó, nó đem về trong cơ thể của nó. Thì khi chúng ta tìm kiếm thông tin trong lời của Chúa, nó cũng giống như rễ cây vậy đó. Vì lời Chúa trong bài trước chúng ta nói, nó như cây trồng bên dòng nước đấy, nó đâm rễ ra, nó mọc ra. Khi nó được rồi, nó đâm rễ tiếp, nó để nhánh ra là bám tiếp nữa. Khi ta tìm được một lẽ thật, chúng ta sẽ vui mừng tìm tiếp nữa, có đà rồi, bám được lẽ thật này, và tâm trí chúng ta bắt đầu tiếp xúc, suy gẫm. Muốn là chúng ta suy gẫm như vậy, chúng ta giống như là Canada tìm kiếm, phóng ra để tìm kiếm thông tin. Khi tiếp rồi, nó bắt lấy. Hãy nhìn vào lời Chúa đi, chúng ta là cây Đức Chúa Trời trồng. Chúng ta nhìn cây bí, cây bầu, cây nho chưa? Nó được cái dâu, nó ra này, mà lạ lắm. Nó phát ra tín hiệu mà mình không phát hiện được, không có máy nào của người đo được cái tín hiệu của nó. Nhưng mà khi chúng ta cứ đưa cái cây đây, thì nó đang bò đây, nó hướng về và nó mọc ra, nó bám đấy. Nó thà cành ra. Nhưng mà chỗ nào mà có cái giống như ánh sáng của Chúa phản vào nó phản vào cái cây đó, nó bật lại những cái sóng đó, thì nó biết có cái cành đó, nó vươn vào cành đó và nó bám đấy, để nó giữ và nó leo cành nó lên. Thì Chúa muốn ta suy gẫm lời của Chúa vậy, là tìm kiếm thông tin trong lời của Chúa. Chúng ta mọc qua sự tìm kiếm lời của Chúa. Chúa biết rõ chúng ta đã tìm kiếm, và đừng thoái lui, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ tìm được. Khi đã tìm được rồi, chúng ta bắt đầu rút được kinh nghiệm cách tìm nhanh nhất và cách thu hoạch được nhanh nhất. Bây giờ chúng ta mới phát hiện ra Chúa biết rõ mọi tư tưởng của chúng ta, vì Ngài ở trong chúng ta và Ngài ở trong lời của Chúa. Khi ta đối diện lời Đức Chúa Trời đó, thì Chúa ở trong lời đó. Và đặc biệt có một điều, Ngài đã nói là không ai tin cậy Đức Giê-hô-va mà lại bị hổ thẹn cả. Mà tin cậy vào Đức Giê-hô-va đây không phải tin cậy vào quyền năng của Ngài. Dĩ nhiên Ngài là vô đối, nhưng mà Ngài là đấng công bình, không tin với ai cả. Không phải mình tin vào quyền năng của Chúa mà mình cứ nhờ là Ngài sẽ làm giúp đâu. Đó, Ngài không phải là thần ba phải. Nhưng mà khi chúng ta làm theo lời của Chúa Trời, thì ngay lập tức những điều gì đã hứa ở trong đời đó sẽ đem lại cho chúng ta cái quyền lợi như Chúa đã hứa. Khi mà người bị đau đầu, người ta tìm thuốc giảm đau, người ta tiệm đó là cái thuốc paradol này, nếu mà chị chưa dùng thì dùng paradol xanh nó nhẹ, còn nếu dùng lâu rồi, nhiều rồi bị đau đầu quá, dùng paradol đỏ nhanh. Người đó phải uống nó vào bụng chứ, chưa hết là phải có gì trong bụng nó đừng để nó khỏi vào ruột của mình, rồi uống viên thuốc vào, lập tức cái chất xúc tác ở trong cái thuốc giảm đau đó nó phát tác ở trong cơ thể chúng ta, nó cắt tất cả cái mọi cảm xúc ra chúng ta đó. Nhân tiện tôi nói luôn, tại sao xúc giảm đau vào lại khiến ta cắt cơn đau đầu? Thực tế như thế này, khi chúng ta đang đi mà tự nhiên cái con gió lạnh thổi vào, gió lạnh thổi vào cơ thể chúng ta, ngay lập tức da ta co lại, nó co lại để nó bảo vệ, đúng không? Và nếu tiếp tục lạnh nó co tiếp, cho nên khi chúng ta ra khỏi cơn lạnh đó, nó sẽ giãn ra.
Thế là khi chúng ta bị lạnh quá run và người chúng ta bắt đầu mệt, bởi vì bị lạnh quá nó co. Thì khi chúng ta bị tổn thương bởi vì chúng ta làm việc quá sức, chúng ta làm việc ở trong môi trường hoàn cảnh không đủ oxy, chúng ta bị co thắt mạch máu lại. Và khi bị co thắt như vậy đó, thì chất độc đã xảy ra trong cơ máu của chúng ta rồi, nó khiến cho mạch máu chúng ta bị co lại đó, nó cần phải giải tỏa. Bằng cái nào? Thuốc giảm đau vào có tác dụng ngăn trở các thông tin của cái mạch thần kinh. Ví dụ mỗi một viên gạch chúng ta nó liền nhau đó bởi vì các cái vữa. Hoặc là dây điện chúng ta nó liền nhau thông đến cái nguồn đèn đó bằng cái công tắc. Khi nó còn truyền điện thì đèn còn sáng, ngắt công tắc đi. Thì cái thuốc giảm đau này nó làm gián đoạn các mạch thông tin của thần kinh, khiến cho người ta bị tức là có cảm giác không còn đau nữa. Khi cảm giác không còn đau đã được xuất hiện ở trong máu rồi thì ngay lập tức bộ não chúng ta nó không tiết ra một chất co thắt nữa, nó giải tỏa. Bởi vì nó luôn luôn hành động theo cơ chế là được truyền lại và phát đi. Khi nó phát hiện là lạnh lên bộ não bên phải, bộ não bên trái nhận cái vụ là co lại. Bây giờ nó nhận biết là không còn lạnh nữa, mặc dù nó sự giả tạo bởi vì thuốc giảm đau nó cắt cái sự truyền tinh rồi, thì bên này sẽ tiết ra chất là không co thắt nữa, giải co thắt. Như vậy thì nó dùng một thuốc giảm đau đánh lừa, nhưng mà sự đánh lừa này có tác dụng phụ, đó là khiến cho cái cơ quan thần kinh nó cắt cái cơn co thắt đó và ta hết đau. Khi cắt cơn co thắt thì đồng nghĩa với việc giải tỏa giao thông, mạch máu được lưu thông rồi, oxy đã được giải tỏa và đem lên các cơ thần đó và chữa lành những vùng đã bị cớ lạnh mà thiếu oxy. Chúng ta phải dùng thuốc đó đúng, bởi vì nó có tác dụng phụ là nếu quá nhiều sẽ gây độc cho cơ gan chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta tìm kiếm thông tin trong lời Đức Chúa Trời thì phải hiểu một điều là Chúa ở trong lời của Ngài, và Ngài là đấng lập giao ước chúng ta qua lời của Ngài, và Ngài sẽ làm thành điều chúng ta tin. Như vậy bất cứ điều gì chúng ta tin vào lời Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ bảo đảm chắc chắn vì danh Ngài. Ngài sẽ bảo đảm chắc chắn rằng đó là lời của Chúa thì Ngài sẽ làm đúng những gì Ngài đã hứa. Nếu chúng ta làm theo thì Ngài sẽ làm gì cho chúng ta? Vậy thì ngược lại, nếu chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời mà không làm theo, khinh rẻ thì Chúa khinh rẻ chúng ta. Vậy thì chúng ta biết rõ ràng tác dụng của lời Chúa vô cùng quan trọng. Nhưng mà Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, không ti vị ai cả và không có kẻ có tội là vô tội. Một khi chúng ta đã có tội thì chúng ta không có quyền sở hữu lời Đức Chúa Trời. Vậy để có quyền sở hữu lời Chúa đem lại lợi ích cho sự sống của chúng ta đấy, thì chúng ta cũng phải nhận biết lời của Đức Chúa Trời, biết rõ mình đã đọc đến đoạn kinh thánh nào và mình đã biết bao nhiêu luật pháp Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ điều đó. Chúng ta không thể lại Chúa thương xót con, Ngài nếu con có tội ở đâu thì Ngài tha cho. Nhưng mà Ngài biết ra là người biết người có tội. Vì ta biết người đọc hết cả 10 điều răn, người đọc hết cuốn kinh thánh rồi. Vì người biết rõ người đã phạm tội gì, người phải nhận tội. Ta không phải là người tự động tìm rác ở đâu để quét cho người đâu. Người phải dọn rác. Còn một người mới đến với Chúa thì Ngài cũng biết rằng người quá đơn sơ chưa biết, thì Ngài ban ơn điển cho, thôi tạm thời tha cho nó. Rồi sau đó khi nó hiểu rồi, nó sẽ được ta nhắc lại để nó hiểu biết là cái tội cũ đó đã từng xin ta tha cho nhưng chưa ăn năn, thì nó sẽ ăn năn lại. Còn cái người đã được học rồi mà không ăn năn đó là không được tha. Sự biết Chúa hiện diện trong lời của Ngài đó không có nghĩa rằng chúng ta nhờ vả được quyền năng của Chúa, mà phải biết là Chúa cai trị muôn vật trong sự công bình của Ngài qua lời của Ngài. Vậy thì bây giờ khi tôi đối diện lời Đức Chúa Trời, tôi xem Chúa hứa gì với tôi, tôi được hưởng quyền lợi gì từ đây Ngài khi tôi làm theo lời Chúa. Và khi tôi bị phạm lỗi, tôi sẽ nhờ lời Chúa chỉ cho mà biết mình đã phạm tội gì và phải ăn năn như thế nào, làm thế nào để tôi có thể trả hết được cái món nợ của tôi nhờ lời của Chúa chỉ cho. Bây giờ khi làm xong phần sạch tội rồi, chúng ta mới có quyền hưởng được quyền sở hữu lời Đức Trời để bảo vệ mình và đem phước hạnh lại cho chúng ta. Bất kỳ một người nào yêu mến lời Đức Trời và vâng giữ các mệnh lệnh của Đức Trời cùng nghe theo tiếng phán của Chúa, thì người đó sẽ được Chúa gìn giữ, bảo vệ và làm ơn cho. Sách Daniel đoạn 1, câu 1 đến câu 21 chép: Năm thứ ba về đời Jehoiakim, vua Giu-đa, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Giu-đa và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình, và để trong kho của thần mình. Vua truyền cho Adbena là người làm đầu các hoạn quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học.
có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống. Hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Misael và Asaria là thuộc về con cái Giuđa. Người làm đầu hoạn quan đặt tên cho Daniel tên Bentersatsa, cho Hanania tên Sadorak và cho Misael tên Mesach và cho Asaria tên Abednego. Và Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ăn ngon của vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu quan hoạn để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đức Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đủ uống cho các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày các ngươi tiều tụy hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel nói với Hamensa mà người làm đầu hoạn quan đã sai khiến coi sóc Daniel, Hanania, Misael và Asaria rằng: tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau, uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua, rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hamensa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamensa cất đồ phần ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định đem họ đến, người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không ai thấy ai bằng Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Và khi vua hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi gấp hơn 10 lần những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước. Vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu vua Siru. Lấy Đức Trời đã phán rất rõ ràng cho dân Israel cũng như cho hết thảy những người nào vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài rằng: nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của các ngươi. Ta cũng sẽ khiến cho đồng ruộng ngươi xanh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no đầy. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác, phải quỳ lạy trước mặt chúng nó chăng? E cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài đóng các tường trời lại, đến nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sinh sản. Như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi. Đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến, hoặc khi ngươi ngồi, ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài và chịu mến Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây, chẳng ai đứng nổi được trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ mà các ngươi sẽ dày đạp lên, y như Ngài đã phán. Phục truyền luật Đức Ký đoạn 11 câu 13 đến 25. Chúa đã phán rất rõ khi ngày ban luật pháp ra, tức là họ phải có lời của Chúa ở trong trí, ở trong lòng, cẩn thận làm theo mọi điều đó. Và chúng ta biết rõ rằng khi chúng ta có lời của Chúa ở trong lòng thì cũng có nghĩa là Chúa ở trong lòng. Đây không có nói là khi ngươi thuộc Kinh Thánh, mà chúng ta là giữ ở trong trí và để ở trong lòng. Bất cứ khi nào cũng có điều đó ở trong lòng mình. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy điều gì đó, xác thịt bắt đầu suy nghĩ về điều nó biết, nó bắt đầu lục lọi kiến thức để phản ứng về những gì nó nhìn thấy theo cách của xác thịt.
Nhưng ngay lập tức chúng ta sẽ có câu trả lời, sự dẫn dắt bởi tâm linh chúng ta là nhìn nó nhìn thế nào, nghĩ ra làm sao. Bởi vì chúng ta đã từng kinh nghiệm được quá khứ của mình, quá khứ vẫn theo chúng ta. Và khi chúng ta nhìn một vật gì đó mà chúng ta đã từng nhìn thấy hoặc được nhìn thấy, và khả năng phân biệt thiện ác bắt đầu phát huy ở trong cơ thể chúng ta ra để đáp ứng lại gì nó nhìn thấy đó, theo cách của xác thịt. Và chúng ta sẽ được nghe sự dẫn dắt của tâm linh mình đối với cái gì mà ta đang nghĩ đó. Nó bảo là đừng nghĩ điều đó nữa, hay dập tắt nó đi, vì cái gì dường như là điều ác thì hãy lánh xa. Đừng nghĩ điều đó, đừng bực dọc đó, đừng tức giận đó. Nó nhắc nhở chúng ta. Và đó, thánh linh nhắc nhở tâm linh ta hành động điều đó. Và chúng ta biết, à, như vậy là chúng ta đã có lời Chúa dìu dắt. Nhưng nếu một người mà không suy gẫm để đuôi của trời, đã từng nghe bài đó giảng, đã từng học về lời đó, nhưng không để trong lòng, không suy gẫm, không thích lời đó, thì Chúa biết điều đó, nó không ở trong lòng chúng ta nữa. Và khi chúng ta đối diện với những sự ngăn trở đó, chúng ta càng bực mình. Và Chúa cũng biết điều đó, đó. Chúa bắt đầu phó cho người ta đi theo con đường của mình, khiến chúng ta cứng lòng để bị diệt đi. Vì điều gì Chúa đã hứa với Môi-se đó thì Ngài đã làm. Và điều gì mà Pha-rôn đã chống lại mà lệnh của Đức Chúa Trời đó thì Chúa khiến cho họ cứng lòng, bởi vì Ngài đã tỏ quyền năng của Ngài cho họ rồi, mà họ không cứng lòng thì Chúa khiến họ cứng lòng tiếp tục để bị diệt đi. Như vậy đấy, chúng ta khi chúng ta nhìn thấy lời Chúa, biết rằng Ngài đã nhìn chúng ta, xem chúng ta có tiếp nhận lời đó cho mình không, phản ứng chúng ta đối với lời đó như thế nào, thích không hay là không thích. Nếu là chúng ta nghe bài giảng nặng về luật pháp, nhắc nhở nhiều luật pháp mà chúng ta cảm không thích không vui đó, thì ngay lập tức đó, đừng để sự cáo trách của Chúa trên mình nữa, mà phải ăn năn ngay. Ăn năn lại, Chúa xin bỏ qua đây, xin thương xót tha thứ cho con, bởi vì xác thịt con người cũ thôi, nhưng mà con biết đời của Chúa là tốt lành. Chúng ta phản ứng, nhưng mà Chúa dạy chúng ta như là Ngài đã phán với Cain như thế nào, ngươi phải quản trị nó, quản trị nó. Mắt chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, mũi ngửi được, nhưng mà chúng ta phải quản trị mọi thông tin đó, đừng để nó cai trị xác thịt chúng ta. Nhưng mà chính chúng ta phải cai trị nó, đừng để nó làm chủ chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ phát hiện được một điều, không phải là khi chúng ta làm một điều gì đó rồi phước mới đến đâu. Ngay khi chúng ta dập tắt mọi ý tưởng ác của xác thịt vì cớ có lời của Chúa nhắc nhở, thì ngay lập tức Chúa cho chúng ta sự bình an và sự vui mừng, và Chúa ban phước cho chúng ta. Chúng luôn nhạy bén về những gì mà Chúa bày tỏ rằng bất cứ một điều gì đó dường như là khó khăn, dường như những điều mà trở ngại mà hoặc xác thịt hoặc là quyền lực ma quỷ đem lại cho tôi, thì tôi nhạy bén ngay về điều là phước sẽ đến sau, nó đến trước tấn công. Nhưng mà khi nào thì chúng ta sẽ được phước từ nơi Chúa? Lời Chúa chép là khi kẻ thù nghịch kéo đến như nước lũ, thì thần của Đức Giê-hô-va sẽ dương cao tiêu chuẩn của Ngài đó để chống lại nó. Nếu chúng ta thấy quyền lực sự tội tham tấn công chúng ta, đừng sợ hãi, tôn cao lời của Đức Chúa Trời. Dù lời Chúa tôn cao đối diện với cái lời đó, tôn cao đấy. Giống như Chúa phán Môi-se, sao ngươi kêu van ta, hãy giơ tay ra trên biển, nghịch lại nó. Chúa sẽ dẫn trận giao đông đánh bại nó. Dù nó ngăn trở nặng đến đâu chứ nữa, Chúa vẫn dẫn trận giao đông. Mà chúng ta biết là giao đông nói về quyền năng của Đức Thánh Linh, hướng đông hướng mặt trời mọc, gió đấy đâu, thì khí Chúa đem lời của sự sáng, quyền năng của sự sáng đến để rẽ cái nước ra cho chúng ta. Nói nghịch với cái điều đó. Như hôm nay con trẻ của Dũng Liên ấy, bị quấy khóc, mình biết đây là không phải là con người xác thịt, nó bị một thứ thần linh tấn công đó. Mình làm gì bây giờ? Kêu van Chúa à? Không, nói nghịch với quyền lực đang tấn công nó. Đứa trẻ đó không vi phạm luật pháp, nó chưa có luật pháp. Từ 12 tuổi trở lên nó mới được quy định là nhận thức luật pháp. Nhưng mà khi nó còn nhỏ như vậy, nó không tự bảo vệ mình được. Nhưng mà nó là con của Đức Chúa Trời, nó được chúc phước, như vậy nó không vi phạm luật pháp. Vậy thì hoặc là mình vi phạm, hoặc là quyền lực ma quỷ bất hợp pháp tấn công nó, mình nói nghịch với cái quyền lực tấn công nó. Và xin Đức Trời xét xử, chúng ta sẽ thấy chúng ta được hưởng cái quyền lợi làm con Đức Trời, và Ngài sẽ minh vào quyền lợi dân cớ cho chúng ta. Vì lời của Chúa đại diện cho Đức Chúa Trời, bất cứ khi nào lời của Chúa hằng còn muôn đời và Ngài luôn hiện diện. Đức Trời đã phán rằng chính Ngài sẽ làm thành những sự đó căn cứ theo mọi sự mà người ta đã tin và vâng giữ các lời của Ngài. Đức Trời đã không phán rằng Ngài sẽ nhờ thiên sứ nào đó làm cho dân Israel, nhưng Ngài chính Ngài sẽ làm điều đó vì danh Ngài. Vì khi Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta, ấy là ý tưởng Ngài, và ý tưởng Ngài đại diện cho chính Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa về điều này. Mà đáng tiếc có rất nhiều nơi người ta không hiểu đó. Người ta đây là cuốn Kinh Thánh, cuốn sách luật pháp. Thế nên khi họ mở Kinh Thánh ra, họ suy gẫm,
Họ tìm kiếm thông tin để làm điều này điều kia, nhưng họ không biết rằng Chúa cũng đang tìm kiếm thông tin trong đầu họ xem là họ có ý tưởng gì về những gì họ đang đọc. Hiếm có người biết được điều này. Nên Chúa nói là lời của Chúa có Đức Chúa Trời trong mình. Và Chúa ở trong chúng ta, Ngài biết rõ mắt chúng ta đọc đến đoạn nào. Ngài biết rõ thái độ chúng ta nữa. Nên Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận về thái độ chúng ta khi đọc lời của Đức Chúa Trời. Daniel và các bạn của người đã vâng giữ lời Đức Chúa Trời, nên họ đã không nhận các khẩu phần ăn uống từ nầy vua. Mặc dù điều đó là rất ngon, nhưng họ không muốn bị ô uế. Nên họ nói với hoạn quan như thế nào? Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ăn ngon vua ăn và rượu vua uống. Nên cầu xin người đầu hoạn quan đừng để bắt mình phải tự ô uế. Ông nói này, tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tới ông trong 10 ngày. Cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước, sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ đồ ăn ngon của vua. Rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tới ông theo như điều ông đã thấy. Ham-men-sa nhậm lời họ xin thử họ trong 10 ngày. Chúa nói hãy thử đi, xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao. Mà khi chúng ta thử, phải chờ đợi cái câu trả lời của Chúa chứ. Mà thường thường chúng ta thì thích mì ăn liền, nhanh. Khi chúng ta còn ở trong thế gian, chúng ta làm điều gì thì cũng biết là nó phải có kỳ. Đầu tư một thời gian rồi nó đem lời cho mình chứ. Nhưng mà khi chúng ta theo Chúa thì nó luôn là muốn ngay. Tại vì chúng ta biết rằng Chúa là có quyền năng. Ngài có thể đem lại ngay cho chúng ta đây. Thì chúng ta thường thường là cảm thấy Chúa đến chậm. Thường thường cái người mong đợi thường thấy thời gian nó chạy chậm quá, phải không nào? Nhất là Thắng bây giờ mà mong một cái cô mà hứa với mình đó mà đếm từng ngày một chưa thấy cô đến. Cái gì mà mình mong chờ nó đến chậm. Nhưng mà Chúa nói là Ngài không đến chậm đâu. Vậy thì chúng ta phải hiểu Chúa của chúng ta đó là đấng thành tín. Sự thành tín của Chúa chỉ có thể làm đúng giờ nếu chúng ta trung tín với Ngài. Sự thành tín của Chúa tùy thuộc vào sự trung tín của chúng ta. Chúng ta trung tín với Chúa không có, không không, không được, không cái, thì chúng ta ngăn trở sự thành tín của Chúa đến chúng ta đây. Ví dụ như mặt trời, nếu chúng ta phơi quần áo ở dưới mặt trời 2 tiếng đồng hồ nó khô, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta đưa ra một chút xíu rồi lại đưa vào, chút xíu lại đưa ra. Nhưng mà chúng ta kéo ra đến 4-5 tiếng đồng hồ quần áo chưa khô, vừa đưa ra chút xíu rồi sợ nắng quá thì nó khô mất quần áo của mình, áo bỏ tiền ra quý giá quá lại bỏ vào, thấy ẩm ẩm rồi lại đưa ra nữa, bao giờ mới khô được. Nên chúng ta phải trung tín, bền chí và cứ ở trong đạo của Chúa luôn. Khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, phải tin và phải chờ đợi. Học chờ đợi khó lắm. Học chờ đợi tức là phải có sự kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn đó giúp chúng ta một cái giá trả. Sự kiên nhẫn giúp ta đào tạo mình được một bổn tánh mới. Bổn tánh đó vô cùng quan trọng. Sự kiên nhẫn của người ta giúp người ta bảo vệ được linh hồn mình. Sự kiên nhẫn của người ta giúp người ta nhận được cái trái mà mình đã trồng. Nếu ta hấp tấp, nóng vội, chúng ta sẽ có thể phá hủy công việc chúng ta, thậm chí bỏ cuộc, hoặc thậm chí là vấp phạm vì cớ chúng ta không có bền chí, không có nhẫn nại. Nếu ta phải tập, thì khi chúng ta đọc lời Chúa thì phải biết đây, Chúa chúng ta đã chờ đợi chúng ta, và bây giờ Ngài muốn chúng ta thay đổi bổn tánh của chúng ta. Ngài đang dắt chúng ta mà chúng ta đi từ từ. Và trong khi chúng ta đi từ từ, chúng ta phải kinh nghiệm được sự cai trị của Chúa. Tiếng Anh là processing, tức là một cái quá trình vận động, quá trình thi hành, quá trình vận hành để nó đem lại kết quả cuối cùng cho chúng ta. Kết quả đem lại cho vị hoạn quan đó là sự bất ngờ. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Ham-men-sa cất phần đồ ăn ngon và rượu của vua và cho ăn rau. Thế gian ngày nay lợi dụng về những cái sự lắng và của người ta đó để làm thương mại. Họ quảng cáo trên TV là gần đến kỳ thi, họ đưa ra một loạt thuốc thảo dược có tác dụng khiến cho người ta tỉnh táo, khiến người ta minh mẫn, rồi khiến cho con trẻ khôn ngoan, chỉ số IQ cao hơn những đứa trẻ bình thường nếu như uống thuốc của họ, uống cái sữa của họ. Đó là những kẻ lừa đảo ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, không phải dinh dưỡng khiến người ta khôn ngoan. Nếu cha mẹ làm điều ác thì khiến con ấy ngu muội bị sụt sả, thì có uống đến 1.000 loại thuốc bổ thì cũng chẳng có thể vì thế mà khôn ngoan đâu. Vì sự ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Vì Ngài làm ơn cho ai, Ngài làm ơn, Ngài muốn thương xót ai, Ngài thương xót. Nhưng người ta đánh vào thị hiếu của người ta lên, người ta mua về điều đó để cho ôn thi. Và nó làm cái loại thuốc đó đúng kỳ, đúng cái mùa đó để người ta mua. Mà chúng ta đừng có tin vào điều đó. Đặc biệt ấy, là các cái công ty mà
bảo trợ những cái chương trình, ví dụ như là nó mời ông tiến sĩ bác sĩ lên để nói về vấn đề nhồi máu cơ tim đó, là đã chuẩn bị một loạt thuốc rồi, nó đưa đài thọ để chương trình truyền hình, mà truyền hình được đài thọ cao thì sẽ mời tiến sĩ đến, mà tiến sĩ đến cũng được cho quà nữa, tiến sĩ đứng bao nhiêu lâu ngồi trên đó đúng 5 phút trên đài truyền hình nói về bệnh nhồi máu cơ tim thôi, thì ngay lập tức thì quảng cáo thuốc này để chữa bệnh nhồi máu cơ tim. Các bạn đừng có tin, cho tên tin vào Đức Chúa Trời của chúng ta. Nếu chúng ta quay trở lại cùng Chúa, Ngài chữa lành chúng ta, Ngài là đấng chữa lành chúng ta, phục hồi chúng ta lại trước mặt Chúa, và chính Ngài là đấng ban cho ta sự khôn ngoan, thông sáng, sự khỏe mạnh. Ngài chúc phước cho bông trái hoa quả của thân thể của chúng ta. Đa-ni-ên đoạn 1 câu 17 đến 21 chép: và Đức Chúa Trời ban cho 4 người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Đa-ni-ên cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến thì người làm đầu hoàng quan dắt họ đến trước mặt Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ, và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Đa-ni-ên, Hananiah, Misa-ên và A-sa-ria. Vậy họ được đứng chầu trước mặt vua. Và khi vua họ hỏi họ những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình. Vậy Đa-ni-ên cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siro. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng khôn ngoan và thông sáng. Mọi sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết đều đến từ Ngài. Hay có nên chắc là đều đến từ lời của Đức Chúa Trời. Vậy thì khi chúng ta dạy cho con trẻ chúng ta lời Đức Chúa Trời, thì chính là đó khiến chúng nó được khôn ngoan, được thông sáng. Nó sự khôn ngoan, thông sáng vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này. Vì lời Chúa đại diện cho Đức Chúa Trời. Thế nhiều khi chúng ta không hiểu biết, cứ quỳ gối cầu xin Chúa ban điều này, điều kia cho chúng ta ban cho ngươi rồi. Đó là lời Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, quyền năng ở trong lời Chúa bày tỏ ra cho chúng ta. Buổi sáng nay khi tôi chia sẻ đầu bài này, tôi đã nói về điều người ta tìm kiếm mọi thông tin, tin tức cho các vật người ta bỏ tiền ra mua. Người ta sẵn sàng bỏ tiền ra với giá cao để mua những cái vật liệu hoặc là thực phẩm, đồ ăn, đồ uống có lợi cho sức khỏe của họ. Khi thông tin tin tức đó rất quý giá và đúng, có lợi cho sức khỏe của họ, họ sẽ bỏ tiền ra mua. Thế thì khi chúng ta nhận biết cơ thể mình thiếu chất này chất kia, chúng ta mua một số thuốc vitamin hoặc các chất khoáng đó, nhưng phải hiểu cơ thể chúng ta cùng với các vật đó nó liên quan như thế nào. Khi có sự hiểu biết rồi, chúng ta vẫn tin chúng ta mua và uống vào mình. Phải mua và uống vào mình chứ. Khi uống vào rồi, nó sẽ giải phóng tất cả cái năng lượng vốn có trong viên thuốc đó để bổ lại sức cho thân thể xác thịt của chúng ta. Tôi nói về quá trình hành động, chúng tôi không quảng cáo về thuốc. Nhưng mà tôi nói về cách người ta tin và hiểu đó, sử dụng cho mình, áp dụng cho mình. Ví dụ như khi người ta bị thiếu vitamin C thì hay bị vỡ các mạch máu, hay bị chảy máu cam, hay là sức đề kháng của cơ thể sẽ yếu đi. Vậy thì người ta phải biết là trong tất cả các mọi vật đó, không phải cứ vật gì chua thì đều có vitamin C. Trong chanh rất ít vitamin C, nhưng mà trong cam lại có nhiều vitamin C. Ví dụ như vậy, thế thì khi chúng ta thiếu vitamin C, chúng ta phải ăn vitamin C vào để bổ sung lại chứ, bởi vì cái chế độ ăn uống chúng ta có thể thiếu vitamin C. Vậy thì người ta đã chế ra những vitamin C chuyên chứa vitamin C thôi, để bổ sung những gì mà trong thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày đó thiếu, để bổ sung cho mình. Thế thì khi chúng ta đọc lời Chúa thì phải biết rằng Chúa đã dùng lời của Ngài để tạo lên chúng ta và duy trì sự sống cho chúng ta. Vậy thì bây giờ khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta cảm thấy thiếu sức lực để đi theo Chúa. Tức là khi mình cảm thấy đi theo Chúa khó, cũng giống như người ta biết là tôi biết con đường tôi phải đi nhưng mà hơi khó đấy, bởi vì tôi đang đói. Làm sao có sức đi tới được? Vậy thì phải lo đồ ăn để mà đi chứ. Vậy thì khi chúng ta đọc lời Chúa cũng vậy, phải biết là chính lời Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng và có sức lực để đi tới. Chính Chúa biết rõ chúng ta đã tìm kiếm thông tin đó và tin và đưa vào lòng mình. Tin giữ lấy, vui mừng cảm tạ Chúa. Chúa biết mình tin rồi, thì tức là mình ăn, mình nuốt vào trong cơ thể mình rồi. Chính Chúa sẽ chịu trách nhiệm rằng lời của Chúa là quyền năng. Chính Ngài sẽ khiến chúng ta có sức lực để đi theo Chúa được. Tôi đã có sức lực theo Chúa đến tận ngày hôm nay, ấy chẳng phải là khi vừa mới theo Chúa là ngày ban phước ngay đâu. Thực tế khi theo Chúa, cái phước mà tôi thấy đấy, người ta không thấy được, đó là sự bày tỏ của Chúa cho tôi biết về nước thiên đàng, đã thật bổ nhiệm trong luật pháp của Đức Trời. Còn thuộc thể thì người ta không thấy tôi có phước, mà lại bị thất bại. Hơn 3 năm ở bên Canada chờ hoàn toàn về Việt Nam, đó là tôi bị mất hết tất cả cơ nghiệp. Cửa tiệm mất, nhà mất, toàn bộ coi như mất. Bởi vì mình đã giao tay cho kẻ ác, mình giao thông với người ngoại
Và cái gì của Caesar nó đi lên thì nó đi lấy đi mất rồi. Còn cái gì của Đức Chúa Trời trả về Đức Chúa Trời. Còn tôi, linh hồn tôi thuộc về Chúa thì tôi ra khỏi cái nhà đó để đến với Chúa. Nhưng mà khi bắt đầu giữ lời Chúa và làm theo lời Chúa thì chính Chúa là đấng thành tín sẽ đem lại tất cả điều gì mà lời Chúa có chép. Nếu ai vì cớ danh ta mà mất nhà cửa, ruộng đất, anh chị em mình thì trong đời này nhận lãnh được 100 lần hơn công sẽ bắt bớ. Chúa hứa như vậy. Ngài hứa là danh dự của Ngài, vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Ngài không nói dối. Lời hứa đã được chép trong Kinh Thánh. Vậy chúng ta tin, mình lấy lời đó là nền cho mình để mình theo Chúa, mình tin và mình yên ủi mình đi làm và mình chờ. Trong khi mình đi đó, những gì mà mình đã mất đi vì cớ danh Chúa đó, mình bị mất đó, đã gieo trong nước Chúa rồi. Và đến kỳ mình sẽ gặt. Như vậy thì lời của Chúa là ý tưởng của Chúa và Chúa bảo đảm cho danh dự của Ngài qua lời của Ngài. Và chúng ta tin đến đâu, chúng ta hưởng đến đó. Vì khi Thánh có chết này, bởi đức tin ngươi, việc phải thành vậy. Ở đây, Daniel tin quyết vào Đức Chúa Trời. Ông biết rằng vì cớ tội lỗi của tổ phụ ông nên ông phải bị lưu đày thôi, không phải tội lỗi của ông. Nên ngay ở khi ở đất của kẻ thù nghịch, ông vẫn tin hoàn toàn vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Lời của Đức Chúa Trời đại diện cho chính Ngài, không phải để cho sự tiêu diệt, nhưng mà dành cho sự cứu chuộc, dành cho những người nào tin vào lời Đức Chúa Trời và làm theo. Lời Đức Chúa Trời không phải dành cho sự phán xét, nhưng là cho sự tha thứ nếu như người ta tin vào lời của Chúa và làm theo lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời không phải dành cho sự hủy phá, nhưng là sự tạo dựng lại cho những người nào tin lời Đức Chúa Trời và làm theo. Thiên Gia Cơ đã nói rồi, trong em có ai kém khôn ngoan chăng, hãy cầu xin Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban cho mình khôn ngoan, nhưng mà mình không chịu làm theo luật pháp của trời, làm sao có sự khôn ngoan được. Làm theo lời Chúa thì chính Chúa sẽ bảo đảm cho chúng ta sự khôn ngoan. Rõ ràng là trong luật pháp của trời, Ngài không bảo là nếu ngươi làm theo điều này thì ngươi được khôn ngoan, nếu ngươi ăn cái món này thì được khôn ngoan. Nhưng mà Chúa bảo chúng ta làm theo luật pháp của trời thì được khôn ngoan. Điều đó có nghĩa gì? Cảm ơn Chúa, sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho người chúng ta đã vẫn còn ở trong chúng ta, nhưng nó bị bế tắc bởi tội lỗi của Adam. Sự khôn ngoan đó ớn còn ở trong tâm linh chúng ta, Chúa không hề lấy lại. Nó bị bế tắc bởi tội lỗi của xác thịt. Và bây giờ nếu ta làm theo luật pháp của trời thì chính sự làm theo luật pháp đó mà món nợ được thanh toán. Thanh toán món nợ đến đâu thì giải phóng tự do cho tâm linh chúng ta đến đó. Chúng ta được phục hồi dần dần lại cho đến khi đầy đủ trọn vẹn những gì mà vốn có trước ở trong chúng ta, tức là tâm linh chúng ta. Đức Chúa không lấy lại. Tội lỗi khiến nó bế tắc rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn lấy lại tất cả điều gì mà tâm linh ta vốn đã có. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta được tạo dựng bởi hơi thở Đức Trời. Như vậy chúng ta có giá trị ngang nhau về tâm linh chúng ta trước mặt Đức Trời. Khả năng chúng ta giống như nhau. Nhưng mà chúng ta có khôi phục được khả năng đó hay không là do tùy thuộc chúng ta có làm theo lời Chúa hay không. Khi chúng ta nhìn biết được tôi sẽ làm theo lời Chúa, tôi bắt đầu ăn theo cách khôn ngoan, tôi sẽ học lời Chúa cách khôn ngoan, tôi sẽ tập làm theo lời Chúa cách khôn ngoan. Tức là tôi nhận biết là giá trị của sự làm theo lời Chúa không phải chỉ là sự sống về đời mà thôi, mà phục hồi là hoàn toàn những gì mà tôi đã bị mất bởi tội lỗi của Adam. Vì lời Chúa có chép như vậy và tôi tin tôi làm theo, tôi được phục hồi lại. Chính Chúa sẽ làm lại cho chúng ta được phục hồi lại, khiến ta gia tăng sự hiểu biết trước hết, sang sự trong sáng trước hết, rồi bắt đầu cho ta nhìn thấy, nghe được, bám lấy Ngài và bày tỏ sự cho chúng ta. Và chúng ta bắt đầu bám chặt Chúa mạnh hơn vì chúng ta được thấy Ngài rồi. Đó là tâm linh của chúng ta. Khi người ta nhìn vào văn tự trong lời Đức Chúa Trời thì phải biết rằng Thánh Linh đã ở đó. Ngài biết rõ chúng ta đang nhìn vào lời của Chúa. Ngài đang chờ đợi xem chúng ta nhìn lời Chúa để làm gì. Đừng vô cớ mở lời Chúa ra lơ đãng rồi gặp lại. Hãy mở lời Chúa ra để học lời Chúa và cầu nguyện với Chúa là Chúa xin dạy cho con. Dù chỉ là một câu, suy gẫm đời đó cũng là tìm kiếm lời Chúa đó. Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Chúa muốn ta tập thành sự vâng lời Chúa, và đặc biệt Chúa muốn ta cai trị cái lòng mình, thái độ của chúng ta trước mặt Chúa. Và khi được lời Chúa rồi, anh em tôi khuyên một điều là chúng ta tập suy gẫm lời Chúa và chia sẻ với nhau. Tôi từng chia sẻ trực tiếp với vợ của tôi những lúc mà tôi tìm được lời của Chúa Đức Trời bày tỏ. Tôi xuống nói chuyện với tôi, vợ tôi đang nấu ăn, tôi nói chuyện với vợ tôi những điều Chúa bày tỏ cho, trang bị ngay cho người đó. Kinh Thánh chép này, ai cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, nhưng sự chúc phước sẽ giáng trên đầu kẻ nào bán nó ra. Nào, khi người ta nói ra chúng ta nhớ
Khi nói ra như vậy đó, dòng sông sự sống tuôn chảy cho chúng ta, lời tiên tri sẽ tuôn ra qua chúng ta. Tức là Chúa sẽ tiếp tục mặc khải tiếp đó, mặc khải tiếp. Trong khi đang nói thì thần Chúa mặc khải tiếp đó, nói tiếp. Bài giảng tôi soạn có 8 trang thôi, nhưng mà tôi giảng cái thời gian kéo tới 60 trang. Bởi nếu ta đọc 60 trang mới khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Tại vì sao vậy? Chúa bày tỏ, tiếp tục Chúa bày tỏ, vì Chúa Giêsu đã phán là hễ ai tin ta thì sông nước hằng sống sẽ văng ra cho đến sự sống. Nó văng ra, tức là nó bị nén lâu rồi, bây giờ nó văng ra cho đến sự sống ở đời. Tức là lẽ thật mầu nhiệm của lời Chúa. Chúa Giêsu đã sống với các môn đồ của Ngài hơn 3 năm, nhưng mà không có ai trong họ xin Ngài điều gì cả, vì họ chỉ nhìn chăm vào Chúa Giêsu, tất cả đều nhờ cậy Ngài. Và bây giờ Chúa nhắc nhở họ lại những điều họ đã thiếu sót đó. Chúa nói như thế này: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng đoạn 16 câu 24. Làm thế nào để mỗi người chúng ta nhận biết được rằng mình đã có lời của Đức Trời ở trong lòng mình, và làm thế nào để chúng ta nhận biết được rằng chính mình đã có quyền phép của Đức Trời ở trong lòng mình? Hôm nay Dũng liền bối rối khi con khóc, thấy đệ tử Chúa ra để muốn nhờ đệ tử đời cho Chúa cầu nguyện. Điều đó không đẹp lòng Đức Trời. Mình phải tin rằng Chúa đã ở trong mình, và mình đã được làm quyền làm con Đức Trời rồi, và bây giờ là lúc mà Chúa cho chúng ta bước vào trận chiến để chúng ta nhận biết rằng Ngài đã cho chúng ta quyền làm con Ngài. Mình phải thi hành đức tin vào lời Chúa đã ban cho mình chứ. Nếu ta động điều gì cũng phải nhờ cậy để tới Chúa cầu nguyện, chúng ta không có đức tin vào lời Đức Trời. Không, tôi là người đứng giảng, tôi có trách nhiệm thôi, nhưng mà chính mình ta phải nhận biết được Chúa đã ban quyền đó cho mình rồi. Hãy cẩn thận, kẻo có một ngày sẽ đến nhờ em học dạy cho đó. Em có đức tin, xin Chúa cho. Chúng ta hiểu như vậy nên bất cứ điều gì chúng ta phải tin cậy lời Chúa. Con trai tôi này, con phải cầu nguyện điều đó, con phải cầu nguyện như thế này, và nó phải biết cầu nguyện. Thậm chí con tôi nhắc vào tôi em phải cầu nguyện, không phải cầu nguyện xin, mà công bố cái quyền của mình ở trên chính mình, trên con cái của mình, trên các em nhỏ trong lớp của mình. Mình có quyền điều đó, đặt tay trên nó, chúc phúc cho chúng nó. Không phải mục sư, mình có quyền cho các em, Chúa giao các em cho mình rồi, mình có quyền chúc phước cho các em đi. Những điều gì mình nhân danh Chúa mà chúc phước thì không phải là mình chúc phước, mà là danh Chúa chúc phước cho nó. Bất cứ điều gì chúng ta nhân danh Chúa mà nói thì nó chính xác như lời Chúa đã có chép. Nếu chúng ta thêm bớt một từ nào vào đó, cái từ đó không tác dụng. Thậm chí có những lúc có những cái từ đưa vào nó phản tác dụng, bởi vì nó làm hỏng cái câu đó. Nên ta phải thuộc lời của Chúa để nhân danh Chúa mà nói cái điều mà đã có chép như vậy đó. Chúa sẽ bảo đảm lời đó thuộc về Ngài và quyền phép sẽ xảy ra. Giăng đoạn 6 câu 38 đến mua chép: vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Và ý muốn của đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau đốt. Đây là ý muốn của cha ta, và mai nhìn con và tin con thì sẽ được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau đốt. Chúa không nói là nơi ngày tận thế. Ngày sau đó là thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng chúng ta đây là thời kỳ mà thần của Chúa hành động trên tất cả người nào tin Ngài. Vì khi Chúa nói câu này đó là người ta chưa tin Ngài. Nhưng mà Chúa nói đến kỳ cuối cùng này, kẻ làm đầu sẽ lên rốt, kẻ rốt lên đầu. Chúng ta đã kẻ rốt để được làm lên đầu. Và Chúa đã bày tỏ quyền đó cho chúng ta, và chúng ta phải thi hành điều đó. Chúa sẽ làm sống lại những gì mà chính cái kẻ vô tín trong Israel đã làm nó chết. Thì bây giờ Chúa làm nó sống lại qua chúng ta ngày cuối cùng này. Thì chúng ta phải công bố lời Chúa. Những gì mà Đức Trời đã ban cho ta, hay là những gì mà Đức Trời đã phán ra được ghi chép xuống, ban cho chúng ta. Vì Chúa Giêsu được gọi là con cả rất nhiều anh em. Như vậy Chúa Giêsu đã đến để dẫn dắt chúng ta rằng lời của Chúa được chép ra đó cho chúng ta. Và nhiệm vụ chúng ta phải khiến nó sống lại trong thời kỳ của chúng ta đây để làm sáng danh Chúa. Chúa làm điều đó, Chúa phán điều đó, Thánh Linh làm cho nó sống lại khi người ta tin và công bố lời Đức Chúa Trời. Đừng chờ đợi trong xác thịt rồi bế tắc rồi mới nài xin Chúa. Hãy công bố điều mình muốn, hãy nói điều mình muốn, hãy có khải tượng về điều mình muốn. Tôi cảm tạ Chúa, tôi được dựng mọi sự vì tôi luôn có khải tượng những điều mà tôi muốn. Những điều tôi muốn đó đem lại lợi ích cho nước Đức Chúa Trời, làm sáng danh Chúa. Những gì tôi có là những bài giảng xúc tích. Những gì tôi có là làm đợi cho nước Chúa và làm bằng chứng để khi người ta nhớ biết rằng lời Chúa là như vậy, nguyên tắc như vậy. Khi người ta tin và làm theo, chúng ta sẽ giải phóng sự giàu có thiên đàng đến trên cuộc sống của chúng ta. Tôi chưa có tiền trong túi, nhưng mà tôi biết cha tôi. Ngay từ đầu năm tôi đã xin cha tôi trong lòng tôi. Tôi muốn có điều đó rồi. Tôi muốn cái điều có cái điều tốt nhất. Và Chúa ban cho. Bởi vì tôi luôn làm muốn cái điều tốt nhất.
Tôi không chấp nhận những điều gì mà không tốt. Khi tôi ghi cái đĩa cho đơn sự của Chúa, anh em cũng biết rõ ràng là tôi đã chọn đĩa tốt nhất. Thế nhưng mà chúng ta có biết thế gian ngày hôm nay đấy, nó bán được 1-2 năm rồi, sản phẩm bán được ra chạy, nó bắt đầu làm láo, chất lượng đi xuống. Mà máy của tôi là máy xịn, đưa cái đĩa vào nó chạy mất 10 phút rồi nó chưa đọc được cái đĩa đó. Nhưng mày mua cái giá cao hơn đó, đưa vào chạy ngay. Tại sao vậy? Mình phát hiện là chất lượng nó kém đi rồi. Và tôi không chấp nhận trả tiền để kiếm lời cho thực sự. Không, tôi kiếm lời cho cha tôi. Tôi kiếm làm sao để bài giảng đó được đến thực sự của Chúa. Có thể bài giảng rất hay, đang hay mà tự dưng cái đĩa nó bị lỗi, thực sự làm bầm. Có thể ma quỷ nó tại vì ông đó, ông ấy ăn lời, ông mua đồ rẻ, nó gieo vào lòng người ta. Và mình phải nhận biết không để cho ma quỷ có chỗ chen chân vào. Vậy thì mình làm điều tốt nhất cho thực sự của Chúa. Mà một khi mình có lỗi bởi vì mình đó, thì tôi phải nhận lỗi ngay, tôi phải sửa sai ngay lập tức. Và tôi xin Chúa điều tốt nhất. Tôi soạn bài tốt nhất, giảng cách tốt nhất theo khả năng của tôi ở trước bàn thực sự của Chúa, và góp mọi phương tiện để thực sự có thể tiếp thu lời của Chúa cách tốt nhất. Tôi kiếm lời là lời cái đó, lời Chúa nước của trời, không kiếm lời trên cái vật này. Tại vì sao? Vì tôi biết bổn tánh của Chúa. Ngài ban cho ta điều tốt nhất, thì tại sao tôi là tôi tớ của đấng tốt nhất lại làm điều không tốt cho dân sự của Chúa? Tôi không chấp nhận điều này. Mình phải cố gắng làm sao đó để hòm giữ Đức Giê-ba vào trong lòng của mình. David nói là tôi ở trong nhà bằng gỗ ba hương, còn hòm giữ Đức Giê-ba ở ngoài sân, làm sao tôi ngủ được? Tôi phải cố gắng làm mọi một cách để tôi đạt được giáo ước của Chúa ở trong lòng tôi. Một ngày tôi còn để lời Chúa cai trị cuộc đời của tôi, thì giáo ước đó ở trong lòng tôi, chứ không phải trong cuốn thánh. Nó có rồi, nhưng mà tôi phải hưởng được nó trong lòng tôi. Vậy thì tôi tin lời của Đức Trời và tôi cố giữ lòng của tôi. Khi tôi giữ lòng, Chúa biết rõ rằng tôi đã hiểu ý của Chúa và tôi làm theo lời. Vậy thì tôi được quyền sở hữu lời Đức Trời và tôi không hổ thẹn. Bất cứ khi nào thần của Chúa có thể tự do hành động qua tôi để giảng cho thật sự, không phải là tôi nói mà Chúa nói qua môi miệng của tôi. Như vậy tôi đã hưởng giáo ước của Đức Trời. Vì tôi biết lời của Chúa có quyền năng. Tôi tin vào mọi lời của Chúa đã chép, và tôi tin là bất cứ một lời nào đó đều có Chúa trong đó. Và tôi cảm tạ Chúa. Việc của mình là tin, giữ, làm theo thì phước cho bàn trở. Chúa giàu có lắm. Nhưng tại vì mình thiếu đức tin để hưởng sự giàu có của Chúa, nên mình há mép được Chúa cho cuộc đời của mình mà thôi. Nếu chúng ta ăn cơm và thức ăn, và sau khi chúng ta ăn xong chúng ta cảm thấy no, và khi có no lập tức chúng ta cảm thấy sức lực, rất là lạ lùng. Đây là một sự mầu nhiệm, bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng tinh vi nhất đã tạo lên thân thể chúng ta đó. Tôi tin một điều rằng sau khi chúng ta ăn vào 15 phút sau đó, thì các chất trong thực phẩm đã bắt đầu được hòa tan vào máu, có sức vào nè. Nhưng mà lạ lùng làm sao đó, cơm vừa vào bụng rồi có sức ngay. Thì rõ ràng là cái bộ máy chúng ta đã nhận được cái nguồn cung cấp rồi, nó biết chắc rằng nó sẽ tiêu hóa chất đó cho chúng ta. Thì nó báo đủ rồi, là tức mình cảm thấy no và có sức đứng dậy và đi làm được. Huống chi lời của Đức Chúa Trời. Khi nào chúng ta sở hữu lời Đức Chúa Trời? Khi ta đọc lời Chúa, ngay lập tức mà còn cảm ơn Chúa. Lời của Chúa tốt lành, mặc dù đến luật pháp bắt con phải làm theo, nhưng cảm ơn Chúa, đó là nhiệm vụ của con phải làm, con cảm ơn Chúa. Thì lời đó cho lời chúng ta. Nhưng nếu cảm thấy khó chịu quá, không cứng lắm, thì chúng ta chưa sở hữu được. Vậy thì chúng ta chuyển thái độ chúng ta là gì? Nếu là lời Đức Trời, tôi chấp nhận, tôi làm theo, và bắt phục phải làm theo, thì sau đó chúng ta bắt đầu nghiện sự làm theo lời Đức Trời. Nghiện nó đó. Cũng giống như người bị bệnh kia, khi đến bệnh viện điều trị, anh ta phải chấp hành cái y lệnh điều trị của bác sĩ đó, uống thuốc đầy đủ thì bệnh sẽ lui. Nhìn thấy người kia nhận thuốc từ tay bác sĩ nhưng anh giấu đi, không uống. Một tuần sau là bác sĩ biết ngay, rõ ràng là cái thuốc này có tác dụng, mà cái này không có tác dụng nữa. Kiểm tra máu lại không thấy tác dụng của thuốc trong máu, biết là người ta gian dối rồi. Thế chứ nào? Vậy thì chúng ta có thể biết này, nếu chúng ta đã ở trong đạo Chúa mà không tăng trưởng theo đúng cái tiêu chuẩn Chúa đưa ra đó, chắc chắn rằng chúng ta chưa phải là người ngoan đạo. Chúng ta là chỉ chiên trong bầy mà thôi, chưa phải là con chiên ngoan đi theo lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đi trong bầy đó nhưng mà ngó nghiêng chỗ nọ chỗ kia nên không có mập, đó, không có sức. Thế muông sói chạy đến bắt đầu là chạy sau cùng, mình cũng rất không thể chạy trước rồi. Còn mình bị bỏ lại chạy chậm quá, thở hồn hà nể và muông sói đã bắt đi. Như vậy mình nhìn vào mình có thể biết là thường thường mình yêu mình nên tự bào chữa cho mình. Nhưng mà hãy nhìn vào tiêu chuẩn. Mình ở trong đạo của Chúa bao nhiêu lâu nay rồi, ở một nơi được cung cấp đồng cỏ xanh tươi mới được bình tĩnh đó rồi. Nhưng mà chúng ta sao chưa tăng trưởng được? Vì cái gì? Vì con ngó nghiêng nhiều chỗ nọ, nhiều chỗ kia, còn nhiều thứ nó khiến mình bị phân tâm.
Nhưng mà chỉ có một việc tốt nhất cho chúng ta, đem được sớm cho chúng ta thôi. Còn cái phần khác đó, vì cớ chúng ta lo lắng về lời Chúa, cố gắng suy ngẫm lời Chúa, mà chúng ta có thể thiếu hụt thời gian về điều này điều kia để làm công việc khác đó, thì Chúa là đứng cho chúng ta sự khôn ngoan thông sáng, sẽ giúp chúng ta có sự khôn ngoan thông sáng để giải quyết những công việc kia, không cần quá nhiều thời gian vẫn giải quyết được. Chúa làm điều đó cho chúng ta. Khi chúng ta có sự khôn ngoan, khi chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta là nhanh hơn những kẻ cậy sức lực mà làm. Chính Chúa làm điều đó cho Daniel, hãy cũng làm điều đó cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy chuyển cái tiêu chuẩn đầu tiên chúng ta chọn là gì? Ưu tiên số 1 cho nước Đức Chúa Trời. Trước hết đã, rồi Ngài sẽ làm ơn cho ta mọi việc khác nữa. Một lẽ ấy, nếu những người tin Chúa mà giữ lời Đức Chúa Trời và làm theo, thì chính Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi sự mà Ngài đã phán. Vì lời Đức Chúa Trời là giao ước của Đức Chúa Trời lập với loài người chúng ta. Chúa phán, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Nước Đức Chúa Trời là gì nhỉ? Nền tảng quyền phép, sự cai trị, hoàng gia của vua, tức là lẽ thật mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Tìm cái lẽ thật đó rồi, và sự công bình của Chúa, tức là gì? Nếu Chúa đã phán thì tôi làm theo, công bình nếu thì phần còn lại để Chúa lo. Chúa sẽ ban cho ta mọi điều ấy nữa, mọi điều chúng ta đã lo lắng, mọi điều chúng ta cần phải làm. Nhưng vì cớ tự nhiên số 1 cho nước Chúa nên tôi dành thời gian cho nước Chúa nữa. Như vậy thì đáng nhẽ ngày hôm nay tôi có 8 tiếng để làm, mà tôi lo cho lời Chúa 2 tiếng rồi. Như vậy tôi thiếu một 2 tiếng, Chúa sẽ làm cho chúng ta không cần phải làm 6 tiếng đâu, 4 tiếng xong. Ngài làm điều đó cho chúng ta. Chính Ngài vừa giúp chúng ta để chúng ta nhìn biết là Ngài đang cai trị mọi sự. Giăng đoạn 8 câu 42, 45 chép. Đức Chúa Giêsu phán rằng, vĩ bằng Đức Chúa Trời là cha các ngươi, thì ngươi sẽ yêu ta. Vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến. Bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy là chính Ngài đã sai ta đến. Ở đây Chúa đang nói với người chúng ta. Người chúng ta bắt bớ Ngài. Mặc dù họ nói họ yêu mến Đức Chúa Trời, họ nghĩ rằng họ đến đền thờ của nhà Chúa, họ dâng hiến lễ vật lên trên nhà Chúa, đem một phần 10 vào nhà kho nhà Chúa đó, đã đi yêu mến Chúa rồi. Cái đó là công dân thì phải làm nghĩa vụ của công dân. Đó là việc xác thịt phải làm. Nhưng cái phần căn bản nhất mà Chúa muốn chúng ta đó là gìn giữ cái lòng chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Mà muốn gìn giữ được cái lòng chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa thì phải có lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời chỉ cho ta tội lỗi, và lời của Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải thánh khiết. Và nếu muốn yêu mến Đức Chúa Trời, hay là nếu chúng ta muốn đạt được tiêu chuẩn yêu mến Đức Chúa Trời, thì yêu mến lời của Ngài. Yêu mến lời của Ngài không nghĩa là tôi đọc thuộc Kinh Thánh. Phải hiểu và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Chúa phán tiếp, tại sao ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. Bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên ngươi không tin ta. Chúa nói, tại sao ngươi không hiểu lời ta? Là bởi ngươi chẳng có thể nghe được đạo ta. Vì Chúa đang nói lẽ thật. Vậy thì không yêu mến Đức Chúa Trời thì không thể hiểu lẽ thật được. Thật cảm tạ Chúa, chúng ta đây là người yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà chưa hết lòng. Bởi vì chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời theo cách của mình nghĩ thôi, nên chưa hoàn chỉnh được. Này, thực tế yêu mến Đức Chúa Trời là không phải chỉ trong ngày Thánh Nhật, mà trong tất cả mọi công việc, chúng ta đối diện với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh đó, thì để lời Chúa ở trên hết. Thế là làm bất cứ điều gì đó, đừng vì cớ công việc chúng ta làm đó mà ảnh hưởng đến danh Chúa, thì đó là yêu mến Đức Chúa Trời. Không vì cớ bất cứ lời nói hay thái độ hay việc làm của mình mà khiến cho danh Chúa bị tổn thương, thì đó là yêu mến Đức Chúa Trời. Muốn làm điều đó thì phải có lời Chúa nhắc nhở luôn, phải không nào? Bây giờ tôi ý thức điều đó, Chúa thường soi cho. Có thể chúng ta không giỏi Kinh Thánh, nhưng mà thái độ chúng ta luôn luôn sống vì cớ danh Chúa như vậy đó, thì Chúa ban ơn cho chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời được gọi là bánh hàng sống, vì như loài người xác thịt nhận được sức lực qua bánh ăn và nước uống thể nào, thì khi người ta tin vẫn giữ lời Đức Chúa Trời trong lòng thì cũng sẽ nhận được quyền phép của Đức Chúa Trời cho sự sống của chúng ta. Chúa mách bảo cho chúng ta, Chúa khiến có sự vui mừng rất là lạ lùng, có sự bình an rất lạ lùng từ trong tâm linh của chúng ta báo trước điều gì Chúa sắp ban phước cho. Tôi tin quyết một điều rằng chuyến đi này của tôi về bên Canada, Chúa làm sự lạ lùng. Vì tâm linh tôi không chứng minh được, nhưng mà nó nhộn nhạo từ trong lòng tôi nhận biết điều đó. Có nhiều lúc tôi cười mà tôi không biết cái điều gì khiến tôi cười, có điều gì khiến tôi nôn nao. Chúa làm điều gì đó tôi không biết, nhưng tôi tin rằng Chúa là đứng hay bàn phước. Sức lực đến từ nơi đó, tức là từ nơi Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ở trong mọi sự và Ngài làm mọi sự, nên khi chúng ta tin và làm theo lời Đức Chúa Trời đó, thì chính Chúa sẽ làm thành mọi sự như lời Ngài đã phán. Ngài biết rõ cho ta tin cái điều đó và làm như thế nào. Ngài sẽ báo trả ta rất chính xác. Để anh em
phải hiểu rõ điều này. Đừng có mơ hồ, đừng nghi ngờ hay là không biết có được không. Đừng tính như vậy. Hãy tin chắc rằng cái điều đó là sẽ được ban phước hạnh. Mình cứ làm điều đó đi. Sao thì có thể tính, cái này không có lời lắm. Nhưng đừng có lo, tôi sẽ được lời. Không phải vì cớ đầu tư cho thế gian hay là đầu tư cái điều gì cả. Nhưng mà tôi đang đầu tư Đức Trời, tôi đang tập vâng lời Chúa. Và để xem Chúa tốt lành dường nào. Chúa bảo tôi thử. Vậy tôi thử được như vậy đó. Theo cách của xác thịt thì tôi sẽ làm như thế này. Nhưng mà nó sẽ nghịch lại luật pháp Đức Trời. Giờ tôi làm theo cách của Chúa đi. Như cách Chúa bảo đó. Và thế gian nói là mình khờ, mình ngu, làm sao mình có được lời được. Nhưng mà tôi lời bởi vì Chúa là đấng khiến người ta lời hay không lời. Chúa đấng khiến cho một cái bông, một hạt thóc đó có thể ra được 30, 60, 100, 100 hạt. Thì Chúa có thể khiến tôi đầu tư tưởng là nhỏ nhưng mà trở thành lớn trong Chúa, bởi vì Chúa cứ quyền cho nó lớn hay nhỏ. Mình tin như vậy. Và tin cho sự vui mừng, Chúa biết rõ mình tin mức độ nào và Ngài ban ơn cho chúng ta đến mức độ đó. Bất cứ điều gì mà lời Đức Trời đã phán dạy cho người chúng ta đó mà chúng ta làm theo, thì chính Đức Trời sẽ làm trọn phần trách nhiệm của Ngài về điều mà chúng ta đã tin và làm theo. Và sẽ không có một người nào đã tin và làm theo lời Chúa mà lại bị hổ thẹn cả. Vì Chúa biết rõ điều đó. Vì danh Chúa là lớn. Chúng ta xem Môi-se đã nói gì về điều này. Lê-vi-ký đoạn 9 câu 6 chép. Môi-se nói rằng đây là điều Đức Giê-va phán dặn. Hãy làm đi. Thì sự vinh quang của Đức Giê-va sẽ hiện ra cùng các ngươi. Đây là Môi-se. Bây giờ xem Chúa Giê-su đã phán gì về điều này. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đe chớ không phải là Icariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-su đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Giăng đoạn 14 của 1-4 chép. Giu-đe hỏi, ủa tại sao Chúa lại nói điều này với chúng tôi mà không nói với người kia? Câu trả lời của Chúa là, bởi vì các ngươi yêu mến ta, nên cha ta đã khiến ta nói cho các ngươi điều đó. Đấy là câu trả lời của Chúa Giê-su. Với chúng ta là chúng ta được Chúa yêu. Chúng ta được Chúa yêu để Ngài đem chúng ta đến đây để được nghe những lời này. Tôi được Chúa yêu vì Chúa cho tôi biết những điều này. Và tôi được Chúa yêu từ ngày ban đầu tôi có sức lực để nói điều này ra. Hallelujah. Đó là bằng chứng là Chúa yêu chúng ta. Vì chính Chúa Giê-su đã nói với Giu-đe. Là một trong 12 sứ đồ của Chúa. Sứ đồ Phao-lô làm chứng về điều này. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết. Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ. Rốt lại. Hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Philip đoạn 4 câu 6 câu 9. Sứ đồ răng phán dạy với chúng ta như thế nào? Này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm như chính Ngài đã làm. Thứ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 6. Mỗi người chúng ta hãy xem mình đã có lời của Đức Trời hàng sớm làm chủ trong lòng của mình chưa? Chúng ta cùng đứng dậy cầu nguyện trước khi chúng ta nhận bánh và chén trong thực thánh của Chúa ngày hôm nay. Hallelujah. Chúng ta cầu nguyện cho tới mới và xét lòng mình trước khi chúng ta nhận lấy bánh và chén của Chúa. Hallelujah.